Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê Bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây Nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 771, hai bên khó xử. Trong văn phòng, từng cơn từng cơn, Phương Bình và Chiến Vương trò chuyện tương đối hợp ý, trò chuyện một chút, Phương Bình cảm khái nói, tiền bối đáng tin hơn bộ trưởng nhiều, vẫn là tiền bối có phong độ của một đại tướng, bộ trưởng tốt xấu gì cũng là một trong những người đứng đầu nhân loại, tiểu gia tử vô cùng khí khái. Đúng vậy, Chiến Vương đương nhiên không nhường ai, tiếp theo vẫn là cười nói, được rồi, đừng nâng lão đầu tử ta. Trương đào tiểu tử này, nói như thế nào đây, trách nhiệm gánh vác càng lớn hơn đi hắn xem như là một trong những quân sư nhân loại chúng ta xem như tiên phong chúng ta cứ việc đánh giết là được hắn phải cân nhắc toàn cục người này nghĩ đến càng nhiều thật ra tâm tư càng phức tạp còn nữa tiểu tử ngươi bất lại nhảy những chuyện này đi không chừng tên kia còn đang nghe sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ tiền bối quá khen ta giác ghế salon nổ tung sắc mặt chiến vương tái nhợt chửi ầm lên mẹ nó người thật sự là hắn ngươi khi dễ tinh thần lực lão tử không cường đại bằng ngươi đúng không đến chúng ta luyện một chút lại còn nghe lén lão tử nói chuyện không chút sinh lực phương bình cũng ngửa mặt lên trời không nói gì lão trương điên rồi sao ngươi nghe lén thì nghe lén nhất định phải khoe khoang trước mặt chiến vương thật sự cho rằng người khác không có bạn tốt sao ngày nào đó liên thủ với nhau trấn tinh thành đỉnh cao nhất đánh ngươi kêu cha gọi mẹ xem ngươi còn có đắc ý hay không hắn còn đang nghĩ đến một màn lão trương bị người đánh tơi bời ngay sau đó, Chiến Vương bỗng nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình nói: "Trương Đào tiểu tử kia bảo ta tìm ngươi đòi nhiều chỗ tốt một chút, nói là ngươi lừa gạt ta, thật hay giả?" Phương Bình một mặt im lặng, bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên là giả. Mấy ngày nay ta không cho hắn mặt mũi, hắn đã sớm nghẹn một bụng tức giận, lại không tiện thu thập ta, hiện tại tiền bối tới, cố ý châm ngòi." Loại người như bộ trưởng, có quá nhiều tâm tư, thời thời khắc khắc không quên cái này, tiền bối, ta cần lừa ngài sao? Ngài cảm thấy chế tạo mấy vạn mai trăm mai kim tệ, đổi lấy mấy quả phong, cái nào thoải mái hơn. Hắn là tức giận ta không tìm hắn, cố ý quấy nhiễu vụ mua bán này, tâm đặc quá đen tối. Có lý, chiến vương khẽ gật đầu, trương đào đúng là không phải người tốt. Phương Bình tìm mình làm ăn, không tìm hắn, hắn đại khái khó chịu, cố ý biểu hiện cảm giác tồn tại của mình. Không thèm để ý tới hắn, lần này, tinh thần lực chiến vương bộc phát, quét hình nhiều lần, hư nói, hắn lại xuất hiện, vậy ta cho dù hắn lợi hại bất quá hắn lại xuất hiện hắn cũng không phải là trương đào tên này có vấn đề nào có tinh thần lực cường đại như vậy tinh thần lực khó tu dù là tuyệt đỉnh cũng không ngoài ý muốn người này mạnh hơn ta một chút tinh thần lực cách hơn ngàn dặm còn có thể liên tiếp tránh đi dò xét của ta vậy người này vấn đề rất lớn lại dò xét thử xem chiến vương vẻ mặt bất thiện hiện tại trương đào có ở đây hay không cũng không sao cả người nói thêm một câu thử xem lại nói lão tử muốn vụ oan cho ngươi, nói ngươi là ma đế phục sinh, nếu không thì là lão quỷ khác phục sinh. Quả nhiên, lần này không còn tiếng động, chiến vương cũng mặc kệ trương đào có ở đây hay không, tên kia càng tốt, làm hắn tức chết. Chiến vương không nói thêm về chuyện giới vực, cũng không nói gì khác, lại nhìn tưởng siêu một chút, hơi do dự, suy nghĩ một chút vẫn nói, hiện tại, tên mập mạp vương chiến chi địa tốt nhất đừng đi. Nhưng một điểm cũng không chiến đấu, tinh thần lực này lỏng lẻo, không ngưng tụ cũng không được không chỉ hắn, Phương Bình người cũng thế, chiến đấu nhiều, tinh thần lực bị quá lỏng lẻo, lỏng lẻo chính là cái sàng, người cưỡng ép tăng lên tinh thần lực, không phải quá vững chắc. Tiểu mập mạp, hiện tại Lão Phu đang suy nghĩ có nên ở lại ma vô tham dự mấy trận chiến đấu hay không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt tưởng siêu cuồng biến, bi thương cực độ nói, không cần. Lão Tổ, ta không làm, ma vô thật nguy hiểm, mỗi ngày chiến đấu, chết rất nhiều người, ngày còn muốn ta và đám người Phương Bình cùng một chỗ, ngài không phải nói bọn họ chính là sao chổi tai tinh sao sắc mặt phương bình đen kịt rất nhanh khôi phục lại dáng tươi cười nhìn thoáng qua tưởng siêu tưởng siêu cười lạnh cả sống lưng nhưng hắn mặc kệ hắn không ở lại ma vũ tưởng siêu vội vàng cười nói lão tổ ta đi nơi khác cũng giống vậy ví dụ như tây sơn địa quật tử cấm địa quật chiến vương vẻ mặt bất thiện tử cấm địa quật bị diệt rồi cao phẩm toàn bộ đi rồi người muốn đi tây sơn địa quật đã nhiều năm không có phát sinh chiến đấu bất quá có lẽ rất nhanh sẽ bộc phát chiến đấu ngẫm lại mà vỗ đích xác nguy hiểm bọn người phương bình còn chuẩn bị đánh lại đó chính là đại chiến cửu phẩm nghĩ đến đây chiến vương cười nói được đi tây sơn địa quật vừa hay cháu trai lý trấn cũng ở bên kia người đi làm bạn lời này phương bình nghe cảm thấy có chút nghĩa khác là cháu trai lý trấn lý giật minh hay là cháu trai lý trấn nhưng nghĩ lại thì đều giống nhau lý trấn hình như không chỉ là cháu trai của chiến vương chiến vương nói thế nào cũng không tính là sai. Tương siêu ngược lại không biết chuyện này, vừa nghe đến địa quật Tây Sơn, vui vẻ ra mặt. Tây Sơn hảo, Tây Sơn hảo, hắn mới không đến ma vũ, bên ma vũ có mấy người là vận mệnh chi tử, hắn đến đây. Chờ chết, nhìn ma vũ bị khắc, lúc này mới bao lâu, khắc chết bao nhiêu người, tại sao những nơi khác không có nhiều người chết như vậy. Ma vũ nhiều năm như vậy, cũng đã chết hơn ngàn người, kết quả bọn người phương bình đến ma vũ, một hai năm đã chết bảy tám trăm người. Lão hiệu trưởng đều bị khắc chết rồi, vị hiệu trưởng mới ngô khuê sơn còn chưa ngồi nóng đít, suýt chút nữa cũng bị khắc chết, hiện tại có chết hay không cũng khó nói. Điều này nói rõ cái gì, chứng tỏ vị trí không thể cao hơn phương bình A, cao thì phải khắc chết, tưởng siêu thầm tính toán, lưu phá lỗ là hiệu trưởng danh dự, không có thực quyền, rất khó khắc chết. Hoàng cảnh là hiệu phó đệ nhất chân chính, cái này khắc chết rồi. Phương Bình vừa vặn thượng vị bên phía ngô khuê sơn đại khái là phương bình một bước đúng chỗ có chút nhanh chậm rãi cho nên ngô khuê sơn nếu không từ nghiệp sớm muộn gì cũng phải bị khắc chết tuyệt đỉnh cũng không được nghĩ vậy tưởng siêu cảm thấy mình cần phải viết thư nạc danh cho ngô khuê sơn phải tin tưởng phải nhận mệnh mau chóng từ chức lần này may mắn lần sau chưa chắc nếu không từ nghiệp phương bình đến cửu phẩm thật có thể khắc chết ngươi cũng đúng con trai của vận mệnh mà không có việc gì cũng phải tìm chút chuyện để ra ngoài đại chiến ngày nào cũng có tiểu chiến không ngừng nghe nói đám người lão trương bọn họ năm đó đi đâu thì đi gặp ai khác ai được lão trương nhất tát đi lên đều khắc chết bộ trưởng giáo dục tiền nhiệm tên phương bình này sẽ không đè chết lão trương luôn chứ bộ trưởng giáo dục tiền nhiệm chỉ là cảnh giới cử phẩm khắc chết đó là mạng không đủ cứng lão trương tốt xấu gì cũng là đỉnh cấp tuyệt đỉnh còn là con của vận mệnh đời trước khắc không chết nhỉ hay là khác lẫn nhau khác chết một người thì thôi trong lúc nhất thời ánh mắt tưởng siêu tan rã vấn đề này thật phức tạp trương đào lý trấn nam vân nguyệt xem như là thiên mệnh tri tử đời trước ba người phương bình lý hàn tùng vương kim dương diêu thành quân xem như là thế hệ này không có lẽ còn phải thêm tần phượng thanh năm người năm đối ba nhân số chiếm ưu thế nhưng mà mấy người phương bình thực lực yếu kém rốt cuộc ai là người khác ai còn nữa vương kim dương đã khắc chết nam võ mạnh hơn anh ta rồi bên diêu thành quân không thích hợp nếu anh ta không viết thư nặc danh cho nam vân bình nữa đừng thấy anh ta đột phá đến cử phẩm tốt nhất là kiềm chế một chút giáo viên quân đội số một hình như không chết người lần này ma đô địa quật mất tích phương bình hẳn là sẽ đánh trở về trường quân đội đệ nhất ở tại ma đô phương bình sẽ mời đệ nhất trường quân đội a nam vân bình đã là cử phẩm chắc cũng sẽ được mời đi vừa đột phá cử phẩm một khi lên chiến trường xác suất ngã xuống rất lớn. Nhưng đối phương có muội muội Nam Vân Nguyệt tăng thêm khí vận, cũng chưa chắc sẽ chết. Tưởng Siêu rối rắm, hắn đang xoắn xuýt, Phương Bình và Chiến Vương đều nhìn về phía Tưởng Siêu, tên mập mạp này đang suy nghĩ gì vậy? Bộ dạng giấy rựa, lẽ nào biết địa của Tây Sơn có thể sẽ bộc phát chiến tranh. Chiến Vương thấy hắn còn đang suy tư, tiện tay vỗ một cái, đánh cho Tưởng Siêu đầu váng mắt hoa. "Không có lại quản người này," Chiến Vương cười nói, "Vậy ta đi trước." "Không đúng." tên hỗn đản trương đào này giao ma đô cho ta quên đi vậy ta lại dừng lại mấy ngày vừa vặn nhóc mập mạp mấy ngày nay ngươi tu luyện ở ma vũ bên này năng lượng sung túc người ăn thiên kim liên tranh thủ sớm một chút tiến thất phẩm đỉnh phong rèn luyện sọ cốt tưởng siêu nghe vậy lập tức mặt đầy chờ mong nói đến bát phẩm vậy ta không phải có thể nhanh chóng kim thân ngũ đoán lục đoán sao lời này vừa nói ra phương bình sửng sốt tự tin ở đâu ra vậy chiến vương ho nhẹ một tiếng không nói hai lời kéo lấy tên mập biến mất ngay tại chỗ phương bình lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích có bí mật a à. chiến vương có bí mật mập mạp đã đến bát phẩm tốc độ kim thân ngũ đoán lục đoán phải biết rằng kim thân tăng lên chẳng những cần vật chất bất diệt thiên lượng còn cần tăng lên tinh thần lực mập mạp làm sao có thể nhanh chóng năm đoán sáu đoán việc này ta phải nhớ kỹ có lẽ có lợi hắn còn đang suy nghĩ trần vân hy vẫn không nói chuyện có chút dị dạng nói đây chính là chiến vương phương bình gật đầu cười nói chính là hắn sống mấy trăm năm ở ngự hải sơn tọa trấn mấy trăm năm ừm ánh mắt trần vân hy phức tạp nói ta còn tưởng rằng tiền bối tọa trấn ngự hải sơn mấy trăm năm chắc chắn là loại lạnh như băng vô cùng cao lớn vô cùng nghiêm túc nói xong trần vân hy suy nghĩ một chút liền nói cũng giống như lý tư lệnh lãnh khốc và thần bí phương bình bĩu môi nói hình tượng tuyệt đỉnh sớm đã sụp đổ trong lòng ta từ lần đầu tiên bị hố tuyệt đỉnh ta đã cảm thấy tuyệt đỉnh không có hình tượng gì đáng nói về phần lý tư lệnh. Tiếp xúc không nhiều, ngược lại là tương đối lãnh khốc thần bí. Trương Đào, trả tiền, ngay khi Phương Bình cùng Trần Vân Hy đang thảo luận về Lý Trấn. Lý Trấn kiên định, tức giận nói, 2.000 cân. Không, ít nhất là 3.000 cân, mấy ngày nay ngươi không trở về, ta cũng không tiện đi tìm ngươi. Bây giờ đã trở về, nên trả tiền rồi, lần này chân Vương truy sát ta, bốn người. Lão hòa thượng của cổ Phật Thánh Địa thiếu chút nữa tức điên lên, thiếu chút nữa đuổi ta ra ngoài. Đã nói là có hai hai ngàn cân, nhiều hơn hai cân, ít nhất cũng phải thêm một nghìn cân. Trương Đào Cao mày nói, cũng có chút hình tượng, ngươi là tư lệnh quân bộ, không phải người bán hàng rong chợ rau, không phải đòi nợ. Hai nghìn cân, ba nghìn cân, ngươi cho rằng chúng ta đang làm ăn sao. Tốt xấu gì cũng là lãnh tụ hoa vũ bộ, cứ như vậy thống lĩnh quân bộ. Trương Đào nghiêm túc vô cùng, Lý Trấn lại mắng, đừng có làm bộ này với ta. Ta cảnh cáo ngươi, trước kia một mình ta nói không lại ngươi, ta cũng lười đi biện luận với ngươi. Bây giờ ta không tranh cãi với ngươi, ngươi nhanh trả tiền đi, nếu không ta và Nam Vân Nguyệt sẽ cùng xử lý ngươi. Trương Đào im lặng, một lúc lâu sau mới nói, ngươi 2.000 cân, Nam Vân Nguyệt 1.000 cân, đủ rồi chứ. Được rồi, ta còn có việc bận, đừng có việc gì tới tìm ta. Còn có việc, Lý Trấn bất động thanh sắc nói, như vậy, gần đây quân bộ chiến dịch khá nhiều ta chuẩn bị chiêu mộ thêm một nhóm võ giả nhập quân chủ lực chính là võ đại học sinh nhưng võ đại thuộc về giáo dục bộ mệnh lệnh truyền đạt không thông cho nên ta chuẩn bị đem bộ phận võ đại phân chia không cần bàn nữa trương đào không đợi hắn nói xong vẻ mặt cười nhạo nói muốn quy ma vũ đến quân bộ lý trấn ngươi cũng cùng ta đùa nghịch tâm tư nghĩ hay thật cái kia ngươi cùng phương bình gần đây không phải náo trở mặt sao ta đi hòa hoãn một chút chờ tình huống chuyển biến tốt đẹp ta lại không cần bàn nữa trương đào bất động thanh sắc nói đừng nói những thứ này nữa nhắc tới cũng vô dụng tiểu tử này không phải căm tức ta lần này không có cứu viện ma vỗ sao tính tình chó má không qua được cong ta lười nói cái gì quay đầu lại hắn lại gây hỏa ngươi nhìn đi đảm bảo còn phải khóc lóc cầu xin ta trông cậy vào các ngươi có thể hữu dụng sao đến lúc đó lão tử để hắn nhìn xem vì hắn lão tử bỏ ra bao nhiêu lần sau lại có chân vương đuổi giết hắn, lão tử không chạy, tìm chân vương đại chiến 300 hiệp, bị thương thảm trọng. Chỉ có thằng nhãi này mà là đối thủ của ta, ta đường đường là võ vương, vì một tiểu gia hỏa, thiếu chút nữa bị địa quật chân vương đánh chết. Hắn còn không cảm động đầu dạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Trương Đào cười ha hả nói, vấn đề nhỏ thôi, không tính là gì. Lần này ma vũ phản công, đại khái không sai biệt lắm, đến lúc đó bọn thanh lang vương đại khái đều phải tới, nhớ kỹ, phối hợp một chút, các người đều qua một bên đánh đi, ta đi chiến bọn hắn. Bị người đánh trọng thương, nhớ rõ biểu hiện phải đúng chỗ. Lý Trấn trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói cần dùng đến sao. Nói người ngu, thôi, Trương Đào lắc đầu, tên ngu xuẩn này, thật đúng là cho rằng mình là vì hòa hoãn quan hệ với Phương Bình giả bị thương. Trương Đào hít sâu một hơi, trầm giọng nói, giả bị thương, đó là vì để chân vương địa quật có đầy đủ tinh lực đi ứng phó với vương chiến chi địa. Không chỉ ta, người cũng giả bộ, giả bộ thảm một chút. Lần này, thật sự phải bộc phát một trận chiến tuyệt đỉnh. Để cho bọn họ cảm thấy bọn họ đánh đau chúng ta, đánh chúng ta không dám lên tiếng. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể an tâm. Bằng không, chúng ta nhìn chằm chằm, bọn họ dám khai chiến với nhị vương sao? Không sợ chúng ta ngư ông thu lợi sao? Đương nhiên, không thể quá yếu, không thể quá thảm. Tóm lại, muốn náo lớn một chút, ba đại địa quật đồng thời khai chiến, tuyệt đỉnh đồng thời khai chiến, tốt nhất bộc phát hơn 10 vị tuyệt đỉnh chiến đấu. Tóm lại, chúng ta phải đánh cho bọn họ sợ, nhưng đồng thời cũng phải đánh cho chính chúng ta tàn phế. Đánh bọn họ cảm thấy lúc này tốt nhất không nên tiến công thế giới loài người, đánh bọn họ cũng phải cảm thấy chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, vẫn có thể đánh chết. Giữa chúng ta và nhị vương, để bọn họ đi lựa chọn nhị vương. Lý Trấn trầm giọng nói, lại muốn diễn kịch, nắm giữ độ này có chút khó, quá yếu, bọn họ không tin. Bình thường yếu, bọn họ nói không chừng quay đầu muốn đánh thế giới nhân loại cảm thấy chúng ta đều là hàng giả quá mạnh mẽ bọn họ không dám ra tay với nhị vương ngược lại liên hợp nhị vương trương đào trầm ngâm nói đúng là có chút khó khăn đương nhiên là đối với ngươi mà nói như thế ngươi không cần diễn kịch ngươi thật sự bị thương lần này ngươi liều mạng giết chết một chân vương loại bản thân bị thương nghiêm trọng làm cho đối phương sợ lại không đến mức sợ đến chết tóm lại bọn họ chết chúng ta trọng thương để bọn họ cảm thấy đổi là có thể đổi chúng ta như vậy cũng đủ rồi vở kịch này diễn xong chúng ta có thể ngồi chờ xem trước đó mệnh vương thử thăm dò vương chiến tri địa nhị vương bại lộ một ít bí mật mệnh vương đại khái đã biết được một chút hư thực nói đến chuyện này lý trấn ngồi xuống trầm giọng nói ngươi cảm thấy nếu như địa quật chân vương cùng nhị vương khai chiến ai có thể thắng còn nữa bên địa quật thật có cường giả đỉnh cấp cướp lấy căn nguyên nhị vương Nhị vương ít nhất cũng là cường giả bước ra ba con đường, đến lúc đó, trương đào vậy ngươi liền thành kén tự chói ba đại đạo. Mặc dù những người khác lĩnh ngộ chưa chắc có thể đi được bao xa, nhưng nhân vật như mệnh vương một khi thật sự đi ra năm con đường, cho dù ba con đường khác đi rất ngắn, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Mà những người mệnh vương này kinh doanh nhiều năm, căn cơ còn thâm hậu hơn so với nhị vương. Khi đó đại chiến mở ra, chúng ta thật sự phiền phước lớn rồi. Trương đào hít sâu một hơi chậm rãi nói, tìm đường sống trong chỗ chết, đây là hành động bất đắc dĩ. So với cái này, chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Kỳ thật ta cũng hy vọng lưỡng bại câu thương, tử thương thảm trọng, nếu như chết bảy tám mươi chân vương, chúng ta còn sợ địa quật sao. Nhưng chuyện này không hiện thực, nếu như có ba hoặc năm vị chân vương chết đi thì có thể đại chiến sẽ ngừng lại. Cho nên ta càng hy vọng hai bên rằng co, đều bị thương thảm trọng. Trương Đào nói vài câu, lại thở dài, xem vận khí đi không có khả năng hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của chúng ta. Mặt khác, người để cho tinh là quân tiến vào Tây Sơn địa quật, chờ đợi đại chiến. Để trương vệ vũ đi Tây Cương địa quật, lần này, khiến mấy vị địa quật cường lực cửu phẩm trương vệ vũ còn sống đi ra, nhưng phải trọng thương sắp chết, không nên đột phá ở địa quật. Không, tốt nhất là khiến người ta cảm thấy hắn bị cắt đứt hy vọng đột phá. Giống như khổng lệnh viên năm đó, để cho hắn đi bế quan. Đột phá trong bế quan, như vậy có thể ẩn giấu một vị tuyệt đỉnh lý trấn đau đầu nói người nói đơn giản tổn thương mà không chết khiến người ta cảm thấy không có hy vọng đột phá nói vậy cũng rất đơn giản sơ sẩy một chút trương vệ vũ liền ngã xuống không có kế hoạch thập toàn thập mỹ nếu không thể được vậy chạy trốn là chính trương đào cười nói thử một chút cũng không sao nhân loại không thể lại có đột phá tuyệt đỉnh liên tiếp có người đột phá địa quật thật còn có thể chờ đợi giết mấy tên cửu phẩm không có lời không chỉ có Trương Vệ Vũ, bao gồm cả Ngô Khuê Sơn. Trương Đào Cao Mày nói, hai người này, nếu như đột phá, đều tốt nhất là đột phá trên mặt đất cho ta, hơn nữa phải che giấu đi. Đặc biệt là lúc này, tuyệt đối không thể để cho địa quật phát hiện, Hoa Quốc chúng ta lại có thêm hai vị tin tức tuyệt đỉnh. Bằng không, vậy không phải là nội chiến trong lòng đất, mà là liên thủ nhất trí đối với chúng ta. Lý Trấn Trầm Ngâm nói, giấu giếm, tương đối khó, ta biết, sau này người ta, mấy người Nam Vân Nguyệt liên thủ tạo ra một phong ấn để bọn họ đột phá vào tránh một chút, chờ đợi đại chiến mở ra, bọn họ mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Đột nhiên nhiều ra hai vị tuyệt đỉnh, có lẽ có thể giết bọn họ một cái chờ tay không kịp xử lý một hai vị cường giả chân vương. Biết rồi, Lý Trấn khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Trương Đào thấy thế lại nói, còn thất thần làm cái gì? Đi an bài a, à, ta bên này cũng có việc phải an bài, người đừng cứ luôn đến chỗ ta, quân bộ không bận sao? Kinh đô bên này không thống kê chiến quả sao? Ngươi làm ở tử cấm địa quật thế nào rồi? Dân cư di chuyển bao nhiêu? Còn nữa, bên cấm kỵ hải, tốt nhất là ngươi nên đi xem thử, đừng để cấm kỵ hải xảy ra vấn đề. Còn nữa, bây giờ hang động tài chính là của chúng ta, không cần phải luôn canh giữ ở ngự hải sơn, để Nam Vân Nguyệt có thời gian đi cấm địa uy hiếp một chút. Còn nữa, quân bộ nói muốn trưng binh trăm vạn, chuyện này có làm không? Lý Trấn, ngươi không sao chứ? Rất nhàn nhã lý trấn bất đắc dĩ bất quá cũng biết mình còn rất nhiều chuyện không nói nhảm nữa nhanh chóng rời đi trước khi đi lại nghĩ hình như tôi quên mất điều gì đó đúng vậy ta quên cái gì chứ trương đào thì mặc kệ hắn hắn sẽ không nói cho lý trấn ra hỏa này tới là muốn đá năng lượng kết quả trước khi đi ra hỏa này đã quên hắn cũng không nhắc nhở lý trấn chờ lý trấn đi rồi lẩm bẩm nói lúc này đây còn phải mượn trận chiến ma đô đánh nhau mới được kể từ đó mới có thể thúc đẩy đối địch với nhị vương của địa quật. Nhưng vô duyên vô cớ đại chiến, cái này quá tận lực, chính là loại trong lúc vô tình kia, ngay cả nhân loại chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ bộc phát đại chiến. Nói như vậy, mấu chốt vẫn là ma đô, trương đào nhìn về phương xa, nhìn về phía ma vũ. Việc này, có lẽ còn phải xem phương bình, hắn gây chuyện, lần này phải để hắn gây chuyện, gây ra chuyện lớn, chọc giận chân vương, khiến chân vương thậm chí phá giới vượt qua ngự hải sơn muốn giết hắn chọc giận đối phương, gây ra chuyện gì mới có thể khiến Chân Vương tức giận như thế? Khiến Chân Vương phẫn nộ liều lĩnh, chúng ta thuận thế bị động ứng chiến, mượn cơ hội bộc phát đại chiến toàn diện tuyệt đỉnh, mà không phải đại chiến sinh tử. Trương Đào lặp lại từng lần một, trầm tư suy nghĩ. Việc này rất khó làm, còn phải cẩn thận nhân loại tuyệt đỉnh thật sự ngã xuống. Hơn nữa còn phải nắm giữ một mức độ, đừng để đại chiến toàn diện thật sự hoàn toàn đến trong lúc nhất thời trương đào cũng có chút đau đầu mặt khác điểm mấu chốt còn ở bên ma đô tiểu tử phương bình kia nên làm chút gì đó mình có cần đi chỉ điểm hay không nhưng mình chỉ điểm nói cho hắn biết hy vọng bộc phát đại chiến tuyệt đỉnh chính tiểu tử này tính tình xấu xa một khi qua lửa vậy thật có thể sẽ bộc phát từ chiến độ khó quá nói hay không đây nói rồi phiền phức hắn không kiêng nể gì cả không nói cũng phiền toái hắn chưa hẳn có thể khơi mào đại chiến trương đào đang suy nghĩ cái này mà phương bình lúc này nói chuyện với trần vân hy xong cũng đang suy nghĩ một chuyện nếu lần này ta gây ra phiền toái lớn lão trương sẽ không ngồi nhìn chứ nhưng mà trước đó hai người trở mặt chính mình lại gây ra phiền toái lão đầu tử này có lẽ sẽ thật sự ngồi nhìn đến lúc đó một câu tự ngươi gây phiền toái tự mình phụ trách phương bình liền buồn bực khó quá khống chế tốc độ này không thể chọc giận chân vương quá mức bằng không chiến vương chưa hẳn chịu đựng được nhưng đại chiến cùng nhau làm sao khống chế mức độ này? Còn nữa, ta là mục tiêu mà hai vương đình lớn đều phải đánh chết, ta xuất hiện ở địa quật vốn là một phiền phức, nhưng ta không đi, vậy thì phiền phức càng lớn, không có ta phản công chi chiến, đó mới là để cho đám người ma vũ đi chịu chết. Trong lúc nhất thời, Phương Bình cũng có chút đau đầu. Cái tốc độ này không dễ cân nhắc, dựa theo thói quen trước kia, việc này phải giao cho Trương Đào cân nhắc, nhưng bây giờ, mọi người trở mặt, Phương Bình đều không để ý tới hắn, nào nguyện ý đi thương lượng nhưng không thương lượng thỏa đáng trận chiến này khó đánh a à. còn nữa đại chiến chính là đốt tiền lần này ta chỉ sợ phải bỏ ra vô số giá trị tài phú mới được phải hồi vốn a à, nếu không miệng ăn núi lở cũng phải xong đời muốn hồi vốn đó cũng là phiền thoái có đi tìm hắn thương lượng hay không nói sau đi phương bình đau đầu chuẩn bị chờ mình đi dưới vực trở về rồi lại nói hắn chuẩn bị đi vào xem đại huynh đệ giảo này xem xong có kết quả lại suy xét bố trí kế tiếp chương 772, Vấn Đạo, trương đào rời đi, chiến vương bắt đầu tỏa trấn Ma Đô. Sau khi chiến vương tỏa trấn Ma Đô, tưởng siêu cũng bắt đầu tu luyện ở Ma Vũ, lần này chiến vương vì hắn lấy được một đóa thiên kim liên từ phương bình, ba quả kim thân, đều là chuẩn bị cho hắn tiến vào cảnh giới bát phẩm. Có tương béo ở đây, rất nhiều chuyện dễ làm hơn nhiều. Thông đạo dưới lòng đất, chiến vương cảm thấy gần đây mình đặc biệt bận rộn, vội vàng giả tạo bách phương tệ. Vội vàng giúp Phương Bình cải tạo chiến phủ cửu phẩm của hắn, đem chiến phủ cải tạo thành đao. Không chỉ bận rộn những thứ này, ba vị võ giả bản nguyên đạo của ma vũ còn thường xuyên đến tìm hắn tư vấn một vài vấn đề. Mấy vị chiến vương này cũng biết, võ giả vẫn luôn sống ở chấn tinh thành. Đối với việc ba người nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới bản nguyên đạo cửu phẩm, chiến vương thật ra cũng có chút bất ngờ. Bên này còn chưa bận xong, Phương Bình bên kia lại tới lôi kéo làm quen. Bây giờ nhìn thấy Phương Bình, chiến vương cũng có chút nhức đầu. Tiểu tử này có nhiều chuyện đặc biệt cái rắm có chút chuyện, đều phải tới tìm hắn nói nhiều, hắn bể bộn nhiều việc được không? Nhưng mà lần này Phương Bình tìm đến Chiến Vương, cũng không phải là vì chuyện của Ma mà là vì chuyện của mình. Trong đại sảnh dưới đất, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, mang theo tưởng mập mạp cùng một chỗ, mập mạp chính là một cái gõ cửa gạch, đến đại sảnh dưới mặt đất, Phương Bình liền đem mập mạp ném qua một bên, tự mình chơi. Không quan tâm ánh mắt u oán của tưởng siêu, Phương Bình ngồi xuống đối diện Chiến Vương, vẻ mặt cung kính nói, tiền bối, Lần này Phương Bình tới, kỳ thật là muốn tư vấn một chút vấn đề liên quan tới phương diện tu luyện võ đạo. Ngài kiến thức rộng rãi, tùy tiện chỉ điểm vài câu, ta nghĩ ta cũng sẽ có thu hoạch lớn." Nói, Chiến Vương vừa chế tạo Bách Vương tệ, vừa chờ hắn hỏi thăm, tiểu tử này có rất nhiều vấn đề, hiện tại hắn có chút không muốn ở lại Ma Đô, vẫn là chấn tinh thành thanh tĩnh. Thứ nhất, liên quan tới vấn đề bát phẩm đột phá cửu phẩm. Cửu phẩm có cửu phẩm yếu và bổn nguyên đạo cửu phẩm mà theo ta thấy, cử phẩm yếu và bát phẩm hình như không có bất kỳ tranh lệch nào. Vậy loại phân chia này, lại là phân biệt như thế nào? Tranh lệch giữa đôi bên là ở đâu? Chiến vương lắc đầu nói, những vật này, người hỏi những cử phẩm kia một chút, đại bộ phận đều hẳn là biết, xem ra bình thường ngươi không chăm chú nghe giảng bài. Đả kích phương bình một câu, lúc này chiến vương mới nói, tranh lệch lớn nhất giữa cửu phẩm và bát phẩm, chính là cảm mộ của bản nguyên đạo. Tranh lệch trong đó, tự nhiên cũng ở trên cảm mộ của bản nguyên đạo. Cửu phẩm yếu, đó chỉ là tương đối mà thôi, cảnh giới cửu phẩm thật ra chính là một lần lột xác. Bản nguyên đạo trên thế gian có ngàn ngàn vạn, rốt cuộc có bao nhiêu con đường võ đạo, không ai nói rõ được, con đường mà mỗi người đi ra đều khác nhau. Chiến Vương cười cười tiếp tục nói, nói địa quật vương chủ, vương chủ tu đạo gì? Đạo vạn dân, mà nhân loại kỳ thật cũng có người đi con đường này, nhưng vạn danh đạo lẫn nhau đi ra. Nói là vạn dân đạo, kỳ thật đều là bất đồng. Nhiều con đường võ đạo khác nhau như vậy, đến bát phẩm đỉnh phong nên đi tiếp như thế nào đây cái gọi là cửu phẩm thật ra chính là một lần hiểu ra sự lột xác của bản thân đầu tiên người phải biết mình phải đi con đường gì xác định con đường của mình tiến hành đặt nền móng bổn nguyên đạo vô hình vô chất thật ra thì không phải là con đường tồn tại mà là con đường không biết con đường này cần chính người đi tự mình đi xây dựng đi sửa đường chiến vương nói xong lại nói cái gọi là cửu phẩm yếu và bổn nguyên đạo cửu phẩm Kỳ thật đều là cửu phẩm, khác nhau ở chỗ, cửu phẩm yếu chính là loại vừa đặt nền móng, còn chưa đi ra ngoài, chưa thể bước ra bước đầu tiên. Chênh lệch giữa bát phẩm và cửu phẩm cũng chỉ có như thế. Khi võ giả xác định mình phải đi con đường gì, đào sẻm thứ nhất, lúc này, kỳ thật đã đại khái xác định phương hướng võ đạo của ngươi. Đương nhiên, đây là một phương hướng lớn, cái gọi là cảm mộ bản nguyên của chúng ta chính là bước đầu tiên chân chính đi ra. Phương Bình nghe đến đây, trên đại thể hiểu được ý tứ mở miệng nói nói cách khác bát phẩm cùng cửu phẩm yếu kỳ thật chính là ở chỗ đặt nền móng cùng xác định con đường mà cửu phẩm yếu và bổn nguyên đạo cửu phẩm ở chỗ một người còn chưa cất bước một người đã chính thức cất bước bắt đầu đi về phía trước có thể hiểu như vậy vậy bản nguyên đạo rốt cuộc là cái gì phương bình vẫn còn có chút không thể nào hiểu được hơi cau mày nói ta hiện tại đã là bát phẩm thất đoán theo lý thuyết đến tình trạng của ta rất nhiều người đã sớm trở thành cửu phẩm mà ta thật ra không cảm thấy chút dấu hiệu nào của cửu phẩm. Chiến vương không cảm thấy kỳ quái chút nào, cười nói, người mới tiếp xúc võ đạo bao lâu. Người thật sự lý giải võ đạo sao? Rất nhiều thiên tài cũng bị kẹt ở giai đoạn này, đương nhiên, kỳ thật người khác cũng không nhanh bằng ngươi. Ngươi thật sự là nhanh vượt quá tưởng tượng của mọi người, hơn 2 năm, bát phẩm thất đoán. Hơn 2 năm, ngươi chỉ tu luyện cũng không kịp, nào còn có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Bổn nguyên đạo, rất khó nói rõ ràng với ngươi. Chiến Vương trầm ngâm một hồi, lại nói: "Từ thực lực tăng trưởng đến xem, bản nguyên đạo là một cái máy phóng đại lực lượng, nhưng mà cái máy phóng đại lực lượng này là tự ngươi chế tạo. Người khác nhau, chế tạo ra máy phóng đại không giống nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Mà nguyên lý và cấu tạo của máy phóng đại, ngươi không hiểu, cho nên ngươi không tạo ra được. Khi ngươi hiểu, đương nhiên ngươi có thể chế tạo ra máy phóng đại thuộc về bản thân ngươi, còn cần phải ngộ." Chiến Vương trầm ngâm một hồi, lại nói nói hiệu trưởng các ngươi bản nguyên đạo của ngô khuê sơn chúng ta kỳ thật cũng không biết là cái gì nhưng mà trên đại thể có thể suy đoán một chút có thể là một loại yêu một loại che chở một loại bảo hộ đây thật ra cũng là một loại lực lượng lực lượng tiềm thức hắn yêu vợ của hắn yêu con gái của hắn cho nên hắn muốn đi bảo vệ một loại khai thác và khai phá tiềm năng con gái của ông ta chết vợ ông ta vẫn muốn báo thù vì vậy ông ta vì bảo vệ vợ vì báo thù cho con gái Thật ra đây không phải là sức mạnh của thù hận, mà là một loại sức mạnh bảo vệ." Phương Bình bật cười nói, "Huyền bí như vậy? Đúng vậy, chính là mơ hồ như vậy." Chiến Vương cười nói, "Bản nguyên đạo kỳ thật vốn là rất mơ hồ. Phó đạo, tu luyện đến bát phẩm cảnh, nhục thân đã khai phá đến cực hạn. Sau bát phẩm cảnh, kỳ thật nhân loại luyện võ đã là một tầng thứ khác. Nhất phẩm đến bát phẩm, tất cả mọi người đều đang khai phá những thứ tồn tại, khai phá vốn thuộc về tiềm lực của nhân loại." Kim thân của ngươi cường đại, nhục thân cường đại, những thứ này kỳ thật đều thuộc về năng lực của ngươi, nhưng ngươi không đi khai phá mà thôi, để những năng lực này ẩn giấu đi. Mà sau khi đạt đến bát phẩm, đây là một khởi đầu mới, lúc này đã có chút mơ hồ, từ một phương diện khác để cường hóa bản thân. Vậy ta nên đi lĩnh ngộ bổn nguyên đạo như thế nào? Phương Bình nghi ngờ nói, ta ngay cả cái gì là bản nguyên đạo cũng không rõ ràng lắm, nói cách khác, cái máy phóng đại này chế tạo như thế nào, ta một chữ cũng không biết bây giờ để cho ta chế tạo, ta cảm thấy ta gần như không cách nào tạo ra. Người tích lũy không đủ, kiến thức không đủ, cho nên sẽ có nghi hoặc như vậy. Chiến vương cười nói, những người khác phần lớn đều là tích lũy thời gian, tích lũy năm tháng. Bọn họ kiến thức nhiều, trải qua nhiều, ta không chỉ đơn thuần là chiến đấu, phong thổ nhân tình, nhân sinh lịch duyệt, thê tử, con cái tử vong, năm tháng trôi qua. Những thứ này đều là tích lũy, người không có những thứ này, cho nên người không hiểu, cũng không rõ chiến vương nói xong suy nghĩ một chút lại nói còn ngươi thì sao tốt nhất là tìm một vài cường giả bản nguyên ngã xuống giống như tường vi thành chủ nếu như có bản nguyên lưu lại ngươi có thể thử đi quan sát một chút quan sát cấu tạo của người khác là như thế nào nhưng loại cơ hội này quá ít cho dù là chúng ta diệt sát cửu phẩm cũng chưa chắc có thể lưu lại bổn nguyên đạo của đối phương nếu có vết xe đổ ngươi lại đi cấu tạo bản nguyên đạo của mình vậy thì đơn giản hơn nhiều đương nhiên điều này cũng dễ dàng xuất hiện một vấn đề chiến vương trầm giọng nói bắt chước thậm chí là sao chép theo đây không phải là không được nhưng đây không phải là đồ của mình ngươi không thành được mạnh nhất ngươi phục chế đạo của người khác kỳ thực chính ngươi vẫn không hiểu vậy ngươi có thể sẽ trở thành người thứ hai nhưng không thành được mình cường giả đều là đi theo con đường của chính mình đi tới nơi sâu nhất đi tới phần cuối bọn họ biết mình phải đi tiếp như thế nào biết mình cần cái gì biết mình thích hợp nhất cái gì lúc này bọn họ có thể trở thành cường giả mà những võ giả đi con đường của người khác, vĩnh viễn cũng không thành được mạnh nhất, nhiều nhất cũng chỉ là người thứ hai. Phương Bình gật đầu, lại nói, vậy nếu như thu thập trưởng lão của vạn gia, ta nghiên cứu đạo của mấy trăm vị cường giả bản nguyên đạo, phân tích ưu khuyết điểm trong đó, vứt bỏ những cặn bã kia, sáng tạo ra bản nguyên đạo của mình, như vậy có mạnh hơn hay không? Chiến Vương lại cười nói, thứ nhất, không có mấy trăm vị cường giả cho người cơ hội này. Thứ hai, làm sao ngươi xác định được ngươi vứt bỏ là cặn bã mà không phải tinh hoa. Thứ ba, hai bách ra chi trường, nói đơn giản, nhưng ngươi nhìn càng nhiều, lựa chọn càng nhiều, lúc này ngươi cũng sẽ bị lạc, sẽ mê mang. Chiến vương trầm giọng nói, một người, nếu như trước mặt có mấy trăm bản nguyên đạo cho ngươi đi, mỗi một cái giống như đều là thông hướng mạnh nhất, ngươi lựa chọn như thế nào. Ngươi có tự tin, con đường do chính ngươi xây dựng ra, so với người khác còn dài hơn sao. Càng nhìn càng nhiều, càng mê mang, loạn hoa dần dần mê người, lúc này, càng khảo nghiệm định lực cùng phách lực của một người. Nếu người dung hợp, có lẽ sẽ dung hợp ra một tứ bất tượng, người đưa đầu chó lên trên người mèo, đây là chuyện gì xảy ra? Chiến vương nói xong lại nói, tuy nhiên, nếu như loại trừ những điều kiện tiên quyết này, kỳ thật ngươi thật sự có cơ hội quan sát mấy trăm đại đạo, có người có thể dạy cho ngươi. Chiến vương cười nói, Trương Đào, cái tên Trương Đào này, tại sao mạnh như vậy? Đạo của hắn, là quy nhất đạo, nói với ngươi ngược lại có chút hiệu quả giống nhau chiến vương cười ha hả nói đều nói vạn đạo quy nhất con đường cuối cùng kỳ thật chỉ có một cái chúng ta kỳ thật cũng tán thành thuyết pháp như vậy nhưng ở trước đích con đường vẫn là tách ra chúng tôi đi một trong số đó hoặc là hai dòng đều có hy vọng đi đến điểm cuối mà trương đào hắn đi cũng là một nhưng tên kia đi không phải là một con đường trên ý nghĩa tầm thường hắn quy đạo thật ra là một loại đại đạo không ngừng cảm mộ đạo mới không ngừng dung nhập đạo của mình chiến vương thấy phương bình có chút không rõ sắp xếp lại ngôn ngữ một chút lại nói nói như vậy đi hắn đi thật ra là bài trừ con đường khác hắn cảm mộ ra một con đường mới vừa mới lên đầu hắn liền chặt đứt con đường này dung nhập vào con đường của mình hoặc là nói quy một đạo dung nhập con đường mới này ai mạnh ai tồn tại ai mạnh đại biểu ai có thể đi đến cuối cùng hắn đang không ngừng bài trừ con đường khác cuối cùng chỉ để lại một con đường nhưng cách làm như vậy Quá khó quá khó, Chiến Vương thở dài, tinh lực của con người có hạn, một võ giả cả đời đi một con đường cũng khó khăn, còn phải đi vô số con đường. Từ trong vô số con đường nuôi cổ, lưu lại một con mạnh nhất, khó khăn biết bao. Chúng ta nếu là có thời gian này, tình nguyện đi ra con đường thứ hai, hai đại đạo cùng đi xuống, so với hắn như vậy càng thoải mái. Giống như chúng ta, gặp hai con mãnh hổ ấu hổ, chúng ta có thể sẽ cùng đi bồi dưỡng, nghĩ đến việc bồi dưỡng ra hai con mãnh hổ cuối cùng, mà Trương Đào, hắn sẽ để cho hai con hổ con chém giết, để cho cường giả cắn nuốt kẻ yếu, hắn cảm thấy dạng bồi dưỡng này sẽ càng cường đại hơn. Phương Bình hiểu rõ, tiếp đó sờ cầm nói, ngài nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy đạo của bộ trưởng đúng là rất mạnh. Bồi dưỡng hai con hổ, vậy cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, không cách nào tập trung tài nguyên đi bồi dưỡng một con mãnh hổ. Nhưng, còn phải xem giới hạn, nếu như hạn mức cao nhất đều giống nhau, đương nhiên bồi dưỡng hai con tốt hơn, đến cuối cùng hai con mãnh hổ khẳng định mạnh hơn một con. Cái này ngược lại cũng không thể nói là yêu khuyết. Chiến vương gật đầu, vừa gật đầu xong, Phương Bình lại nói, nhưng bộ trưởng tinh thần lực cường đại như vậy, ta ngược lại cảm thấy, hắn đi cũng không có vấn đề gì, tiền bối, ngài cảm thấy thế nào. Chiến vương không còn gì để nói, rất nhanh lắc đầu nói, người không hiểu. Thoạt nhìn hắn rất mạnh mẽ, đó là thành lập trên cơ sở hắn thật sự thiên tư tung hoành. Nếu như hắn không phải đi về một đạo mà là đi theo đạo của người khác, có thể hắn đã đi ra hai thậm chí ba đại đạo. Chiến vương thở dài, rất nhiều người, cả đời lĩnh ngộ mộ một đạo cũng khó, nhưng trương đào. Hắn lĩnh ngộ bản nguyên đạo, vô cùng đơn giản, người xem qua hắn ra tay, kỳ thật có thể nhìn thấy một quyển sách. Phương Bình vội vàng nói, ta đã xem qua, trước đó hắn xuất thủ liền có một quyển sách thủy tinh xuất hiện. Hùng tâm vạn trưởng, chiến vương lại lần nữa cảm khái nói, văn tử, kỳ thật chính là một loại lộ lộ. Nói là đạo của Trấn Thiên Vương, trong đó một đạo chính là chữ chấn, con đường của ta hiển hóa, chính là một chữ phá, vị dương ra kia là chữ giết. Mà trương đào muốn làm gì? Vạn đạo quy nhất, vạn đạo quy nhất của Lý Trường Sinh là vứt bỏ con đường khác, chỉ đi một con đường. Vạn đạo quy nhất của hắn là chân chính thôn vệ vạn đạo, dung nhập tất cả con đường vào trong quy nhất đạo của hắn. Hắn làm ra quyển sách, vài tờ chính là vài tờ, nếu có một ngày, sách của hắn thành vạn trang, đó chính là vạn đạo quy nhất. Nhưng con đường như vậy, khó đi tới mức nào hiện tại hắn thật ra đã lĩnh ngộ mấy đạo đương nhiên đều là gia lông mà thôi hắn không xâm nhập chỉ là nếm thử hết đường chính là con đường cửu phẩm yếu trong miệng ngươi đại khái có một cái hình thức ban đầu hắn sẽ dung nhập vào đạo của mình ánh mắt phương bình lập lòe nói cái này ta ngược lại cảm thấy rất thích hợp với ta tiền bối hiện tại bộ trưởng đi ra mấy cái đạo rồi ta thấy hình như hắn có ba cái đi không rõ lắm hắn không toàn lực ra tay ai biết hắn đi được bao nhiêu phương bình lẩm bẩm nói dùng những hình thức ban đầu này đi nuôi nấng đạo của mình lớn mạnh bản thân đừng nói bộ trưởng rất có ý tưởng nhưng hắn làm việc này xác thực khó tính thiên tư của hắn đáng sợ tới cực điểm một năm lĩnh ngộ một đạo hình thức ban đầu đến bây giờ cũng chỉ mười mấy năm không đến hai mươi năm ta tính hắn hai mươi sợi là được rồi dùng hai mươi đường đạo hình thức ban đầu đi nuôi nấng đạo của bản thân cũng đã đáng sợ như thế vậy nếu như một ngày lĩnh ngộ một con đường lại đi nuôi nấng thì sao có phải mạnh hơn hắn ta hay không? Hắn đi con đường này, quá khó khăn. Quy nhất đạo, thú vị. Chiến Vương nhìn hắn như nhìn một thằng ngu, người đang nói cái gì vậy? Một ngày một con đường, Người coi ta là kẻ ngu ngốc, hay là coi chính ngươi là kẻ ngu ngốc? Trương Đào đừng nói hai mươi đường, Trương Đào thành tựu tuyệt đỉnh không bao nhiêu năm, cho dù hắn ở cảnh giới cử phẩm đã bắt đầu làm chuẩn bị như vậy, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn lĩnh ngộ ra mười đường đạo nguyên thủy. Đó đã không tính là người, tên kia thật đáng sợ. Một hai năm lĩnh ngộ mộ một con đường mới, là người có thể làm được sao? Mà Phương Bình, thế mà nghĩ càng nhiều hơn. Phương Bình không quan tâm chiến vương nghĩ như thế nào. Sở cầm nói, bộ trưởng quy nhất đạo này thật sự mang đến cho ta không ít dẫn dắt, nhưng mà còn có một điểm, ta không phải quá rõ ràng. Quy nhất đạo của hắn là bản thân đã có, hay là tập hợp thể của con đường khác? Nếu như bản thân đã có, vậy hắn lại lấy cái gì làm cơ sở? Cường hóa thân cây, để những nhánh cây khác cung cấp dinh dưỡng cho thân cây chính, đây đại khái chính là ý nghĩ của bộ trưởng, vậy nếu như ta cũng đi về một đảo, thân cây chính của ta lại là cái gì? Phương Bình Lâm vào trầm tư, nói tới nói lui, còn phải chuẩn bị cho mình một con đường chính để đi. Những đường bản nguyên khác, chính là một loại bổ sung. Trên thực tế ở trong lý giải của Phương Bình, con đường chính của mình không có con đường phía trước, đào đất đá trên những con đường khác, lại bổ sung đường chính của mình, một mực trải xuống. Đối với người khác mà nói, cái này rất khó, nhưng đối với mình mà nói chưa chắc hệ thống có thể để cho mình cảm mộ con đường của người khác có lẽ mình cũng có thể đi ra rất nhiều con đường nhưng đi quá phân tán mỗi một con đường đều cần hao phí đại lượng tinh lực đi còn không bằng hủy đi những con đường nhỏ khác xung nhập đại đạo để đại đạo trụ cột càng vững chắc có lẽ con đường lão trương phải đi là đúng nhưng ông ấy lại không có cơ hội đi xa hơn bởi vì ông ấy không có năng lực như ta phương bình hoài nghi nếu lão trương có năng lực của hệ thống có lẽ hiện tại thật sự đi ra mấy trăm con đường dung nhập vào bản thân. Cho dù đều là con đường hình thức ban đầu, chỉ sợ cũng cường đại hơn hiện tại rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Phương Bình lắc đầu, thôi, nếu ngươi đã không đi xuống được, vậy ta thay ngươi đi, ta cũng phải đi về một đảo. Quy nhất đảo, ta trước xác định đại lộ chính của mình, sau đó đi lĩnh ngộ đại đạo khác, dung nhập vào đại đạo chính, một ngày một bậc thang, mấy ngày liền so với lão trương đi còn dài hơn. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, cười nhe răng trợn mắt. Đợi đến lúc đó, mình cũng dùng quy nhất đạo đánh lão Trương, hắn lật vài tờ lật vài tờ. Lão tử lật ra mấy trăm trang mấy ngàn trang, hắn có thể sụp đổ hay không? Ta chưa chắc đã phải dùng sách, đây là thể hiện bản thân, ta phải nghĩ xem ta dùng cái gì để thể hiện mới tốt. Phương Bình cũng không tính là đoán mò, hắn bây giờ đã đến bát phẩm thất đoán, theo lý thuyết sắp tới cửu phẩm, cũng là thời điểm nên đi cân nhắc chuyện cảnh giới cửu phẩm. Nếu như tiếp theo bát đoán, cửu đoán khó đi, hắn cảm mộ bản nguyên đạo. Còn có thể trực tiếp thăng lên cửu phẩm, cũng coi là lựa chọn hai chiều. Đại khái hiểu rõ sự tình bản nguyên đạo, Phương Bình không có tiếp tục hỏi tiếp. Rất nhanh, Phương Bình lại nói, bát phẩm, phá cửu phẩm, đây là vấn đề thứ nhất, Vãn Bối còn muốn hỏi thêm mấy vấn đề. Thứ hai, Hoa Quốc ta rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cửu phẩm? Vãn Bối từng thấy một số cường giả trấn giữ ở Ngự Hải Sơn, cũng đều là cửu phẩm, còn có một số giới vực, cũng có thể có cửu phẩm tồn tại. tiền Bối Cử phẩm của Hoa Quốc không chỉ có 48 vị, nhưng cụ thể bao nhiêu thì có thể nói cho ta nghe được không? Đây cũng không phải là bí mật gì. Chiến vương cười nói có vài người không lên bảng cũng là chuyện bình thường. Dù sao bảng danh sách cũng mới ra không được mấy năm, rất nhiều người căn bản chưa từng lộ diện, bảng danh sách cũng sẽ không ghi vào bọn họ, trừ phi xuất hiện ở ngoại giới, bị người ta biết. Bảng xếp hạng hiện tại có 48 vị trí, trên thực tế, khu vực Ngự Hải Sơn, đại khái còn có. Chiến vương tính toán một chút, rất nhanh nói còn có khoảng 15 vị cửu phẩm đang tỏa chấn, Hoa Quốc mở ra 24 thông đạo địa quật, có mấy cái là không có người tỏa chấn, mà là tuyệt đỉnh trường kỳ ở bên kia. Nhưng có một số đỉnh cao cũng không phải trường kỳ, vậy cần phải có người đi theo dõi. Có lẽ khoảng 15 người, trên dưới tranh lệch không lớn, có một số khu vực ta đã rất lâu không đi, không biết tình huống cụ thể bây giờ. Mặt khác, dưới vực chi địa có 8 chỗ, trần gia bị ngươi mang đi, thiên nam bên kia, người dương ra không sai biệt lắm chết hết rồi. Bên ma đồ địa quật không có nhân loại đi vào, động thiên thứ nhất cũng không có. Chính là chỗ mà lão quỷ lý ra trông coi, bên phía nam giang mà tôi trông coi, tưởng ra cũng không có ai ở đó. Nói cách khác, hiện tại còn có bốn giới vực, do hậu bối các nhà khác trong trấn tinh thành nghiên cứu, cụ thể bao nhiêu người, ta thật đúng là không quá rõ ràng. Nhưng một chỗ hai ba vị cửu phẩm thì vẫn có, nếu là bốn chỗ thì khoảng chừng mười người. Chiến vương suy nghĩ một chút lại nói, còn có, vương chiến chi địa kỳ thật còn có mấy vị cửu phẩm yếu ở bên kia, cũng không tính vào, khoảng 4-5 người. Bọn họ trường kỳ dừng lại ở bên kia, trừ phi chính thức bước ra bản nguyên đạo bước đầu tiên, bằng không sẽ không rời đi. Đây chính là 15 người, tính cả ngự hải sơn, tổng cộng 30 người. Chiến vương cười nói, cứ như vậy, đại khái còn có 30 người, cộng thêm hiện tại khoảng 50 người, hoa quốc hẳn là có khoảng 80 vị võ giả cửu phẩm cảnh. Nói xong, lại bổ sung, sau khi loại bỏ 5 người trương đào, còn khoảng 80 người. Chính phủ bên này, cũng có 5-6 người chưa lên bảng, gần như có thể bổ sung danh ngạch của bọn họ. Khoảng 80 người, Phương Bình nghe vậy cảm khái nói, lần này ta xem như đã thật sự hiểu rõ thực lực của Hoa Quốc, mạnh hơn một chút so với ta tưởng tượng, dựa theo thực lực này. Bình định mấy cái địa quật vấn đề không lớn, chiến vương buồn cười nói, bình định địa quật, kỳ thật chiến tranh giữa chúng ta và ngoại vực địa quật vẫn luôn khống chế quy mô, không thể quá lớn, quá lớn, đó mới là nhân loại nguy nan. Đánh địa quật, đó là để cho bọn hắn biết rõ chúng ta không yếu, để bọn hắn minh bạch chúng ta dám chiến chi tâm. Đương nhiên, quan trọng vẫn là cướp đoạt tài nguyên, đây mới là ý nghĩa tồn tại của chiến tranh ngoại vực. Mà mục đích của địa quật, một mặt là vì luyện binh, một mặt là vì áp chế chúng ta, không cho thực lực của chúng ta tăng trưởng quá nhanh. Kỳ thật thông đạo địa quật, có chút thông đạo đã sớm có thể mở ra, vì sao một mực không mở ra, mà là hiện tại thường xuyên mở ra. Chỉ là không cho chúng ta thời gian, nhanh chóng hoàn thành 108 thông đạo mở ra, triệt để mở ra hàng rào hai giới. Cái này ta hiểu, Phương Bình tiếp tục nói, vãn bối còn có vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề cuối cùng, nhân loại. Tìm được tinh cầu mới thích hợp cho chúng ta sinh tồn chưa? Chiến vương khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không có, nào có đơn giản như vậy. Rất nhiều năm trước, đã có người đề cập qua, không đánh nữa, chúng ta đi tìm địa phương sinh tồn mới địa quật không phải muốn đánh vào địa cầu sao chúng ta rời đi là được đánh không lại vậy liền đi nhưng nhiều năm như vậy kỳ thật cũng có cường giả tuyệt đỉnh từng ra khỏi trái đất đi thăm dò vũ trụ nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì như vậy cũng tốt nếu thật sự có đường lui chưa chắc đã có cục diện như bây giờ chính là không có đường lui mọi người mới có thể cùng nhau đi chống cự địa quật bởi vì địa cầu mất đi chúng ta những người này chính là bèo không dễ Lấy tình huống địa quật, người bình thường có lẽ thật có thể có đường sống. Nhưng tuyệt đỉnh cảnh, hơn 10 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, đổi thành ngươi, ngươi dám diệt quốc diệt chủng những người này, lại cường đại đến có thể tùy thời hái đầu bọn hắn đặt ở cửa nhà sao? Cho nên đến lúc đó, cho dù tổn thất nặng nề, cho dù chúng ta lui giữ một vực, cũng sẽ bị vây giết. Chiến Vương cười nói, như vậy cũng tốt, nhưng mà đừng nói, mặc dù không tìm được nơi sinh tồn, nhưng các quốc gia vẫn đang liên thủ tạo ra đường lui cuối cùng có lẽ vài năm sau đám người trẻ tuổi các ngươi sẽ thật sự lang thang trong vũ trụ đến lúc đó sống hay chết phải xem vận khí của các ngươi có lẽ lang thang mấy trăm năm các ngươi cũng có thể tìm được nơi sinh tồn mới đến cảnh giới này mấy trăm năm cũng khó chết phương bình cười ha hả nói ta không đi lưu lạc mỗi ngày nhốt mình trong khoang thuyền vũ trụ mấy trăm năm đều sống trong một cái hộp đen vậy ta tình nguyện lưu lại người địa quật chưa chắc có thể tìm được ta phương bình cũng hỏi xong nói xong những chuyện này mở miệng nói tiền bối, giữa tháng này, ta liền chuẩn bị đi ma đô địa quật, đến lúc đó còn làm phiền ngài đưa ta đi qua. Được, vừa vặn, thần binh của ngươi cũng cải tạo xong. Chiến vương ném một thanh trường đao cho phương bình, cười ha hả nói, đừng đem thần binh trở thành binh khí bình thường, cửu phẩm thần binh đừng lãng phí, dù là chấn tinh thành cũng không có bao nhiêu. Thanh thần binh này đến từ một con ngạc thú khổng lồ, khi còn sống thực lực không kém. Nếu thật sự vận dụng thích đáng, thời khắc mấu chốt, ta xấu lớn hóa hình, cũng có chiến lược yếu cử phẩm, đương nhiên, nhìn sức khống chế của ngươi đối với thần binh, cùng với ngươi cần cung cấp tinh thần lực tiêu hao. Một vị cửu phẩm chiến lược yếu, đây mới là tác dụng của thần binh, thời khắc mấu chốt, để thần binh chắn tay, ngăn người, vây công, chạy trốn. Đều là một lợi khí lớn, một vị cửu phẩm yếu, có thể ngăn cản cường giả trong bản nguyên đạo rất lâu. Đừng coi thần binh như binh khí hợp kim, người có thể nuôi như thú cưng. Phương Bình hiểu rõ, lại cười nói cái này ta biết rồi, chính là tăng lên quá nhanh, không có quá nhiều thời gian đi khống chế những thứ này, dù sao tiền bối cũng biết, lúc này mới hơn 2 năm, ta cũng sắp cửu phẩm, trước đó thần binh thất bát phẩm, hiện tại đối với ta tác dụng đều có hạn. Chiến vương nhất thời im lặng, sau một lúc mới dầu dĩ nói, được rồi, người đi về trước đi, không có việc gì đừng tới chỗ ta. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút xúc động muốn đánh người. Trường 773, không thể để các ngươi rãnh rỗi. Từ đại sảnh dưới đất đi ra, Phương Bình mang theo tưởng mập mạp, vừa đi vừa nói tiền bối không có tình yêu đặc thù gì chứ. Hả, tưởng siêu hơi có vẻ mờ mịt, tiếp theo vẻ mặt hèn mọn bị ổi, nhỏ giọng nói không có chứ. Hắn ở ngự hải sơn mấy trăm năm, cũng không có quá nhiều thời gian đi ra, về trấn tinh thành không có tình huống này, bất quá ở ngự hải sơn. Có đi ra ngoài bắt mấy nữ nhân địa quật hay không, ta không biết. Phương Bình vẻ mặt bối rối, chờ đợi một hồi, nhìn thấy hắn không bị đánh, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Tên mập chết tiệt này đang nghĩ gì vậy? Ý ta là nói cái này là sao? Ta chỉ hỏi một chút, Chiến Vương có thói quen nghe lén hay không mà thôi, tên mập mạp chết bầm này thế mà nói một câu như vậy, hắn cũng không biết nên tiếp nhận như thế nào. Nhưng mà mập mạp nói lời này, cũng không có bị đánh, Phương Bình cảm thấy Chiến Vương hẳn là không có cái thói quen này, cũng không hỏi những thứ này nữa, ho nhẹ một tiếng nói, gần đây tu luyện thế nào? Cũng không tệ lắm, hiệu quả của Thiên Kim Liên rất tốt. Bát phẩm có hy vọng không? Bát phẩm bát phẩm dựa vào một đóa thiên kim liên là không đủ. tưởng siêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói một đóa thiên kim liên đã ăn hết, tinh thần lực đến 2 nghìn hách đại khái có hy vọng tiến thất phẩm trung đoạn. nhưng tiếp theo hiệu quả của thiên kim liên sẽ không lớn. nghĩ đến cao đoạn khó, ít nhất còn phải có thêm một chút thiên tài địa bảo tốt hơn mới được. đến cảnh giới bát phẩm người có thể nhanh chóng rèn năm sáu lần. tưởng siêu nhìn hắn một cái, cười gượng nói phương bình người đã bát phẩm thất đoán rồi. Ngươi còn hỏi những thứ này làm gì?" Phương Bình vừa hỏi, hắn liền biết ra hỏa này đang để mắt tới mình. Tưởng Siêu cười gượng nói, "Ta chỉ nói như vậy, nào có đơn giản như vậy." "Cơ duyên gì, nào có cơ duyên gì, không nói nữa, thôi." Phương Bình không quan trọng nói, "Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, thời điểm ngươi đến bát phẩm, ta không chừng tuyệt đỉnh rồi, có lẽ còn có thể giúp ngươi một chút." Tưởng Siêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, một lúc lâu không hé răng. Một đường đi tới, chờ ra khỏi thông đạo đến ma vũ, tưởng siêu lúc này mới xoắn suýt nói, cơ duyên gì ta cũng không biết, lão tổ nhà ta nói, đại khái có hy vọng, có thể hòa. Giới vực chi địa, Phương Bình lẩm bẩm nói, hồ vật chất bất diệt của giới vực chi địa, ngược lại là có thể trợ giúp người ta nhanh chóng rèn luyện kim thân. Nhưng điều kiện tiên quyết này, là tinh thần lực đầy đủ. Bất diệt vật chất cũng có thể tăng tinh thần lực lên, nhưng cực kỳ chậm chạp. Nói như vậy, không phải là chuyện bất diệt vật chất đơn thuần, còn có những thứ khác mới được muốn một người từ bát phẩm đến bát phẩm ngũ luyện, cái này phải tăng lên mấy ngàn hách tinh thần lực. Loại bảo vật gì mà khiến người ta làm được đến mức này? Phương Bình vừa đi, vừa nỉ non nói, tuyệt đỉnh cảnh kết xuất trái cây, ta đã ăn qua, hiệu quả không tệ. Nhưng muốn nói một lần liền có thể làm cho người tăng lên mấy ngàn hách tinh thần lực. Trừ phi là tuyệt đỉnh cảnh duy nhất quả, cả đời chỉ kết một lần, một lần đều là tiêu hao vô số tài nguyên, thậm chí là sinh mệnh lực cùng thực lực bản thân. Vùng đất giới vực, hẳn là không có yêu thực tuyệt đỉnh cảnh chứ. Chẳng lẽ nói, không chỉ là yêu thực tuyệt đỉnh cảnh, còn có những vật khác cũng có thể làm được điểm này. Vùng đất giới vực tồn tại vô số năm, nếu nói có thể làm được, vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Phương Bình còn đang nói, tưởng siêu thì im lặng nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào, người cũng đoán được rõ ràng. Phương Bình không để ý tới hắn, tiếp tục nói, Nam Giang địa quật, vẫn là địa phương tiền bối tỏa chấn. Mà Nam Giang địa quật, sắc mặt phương bình bỗng nhiên khẽ động nhẹ giọng nói nam giang địa quật nam cửu vực bắc hồ địa quật nam thập vực giữa bắc hồ địa quật và thiên nam địa quật là hư lăng động thiên mà giữa bắc hồ địa quật và nam giang địa quật là tử huyền động chiếu thiên cũng chính là tử cái sơn tử cái sơn ma đế ngàn năm trước đám người kia tiến công khu vực địa quật địa quật bắc hồ và địa quật nam giang chính là giao giới của tử cái sơn tử cái sơn có liên quan đến kiếm mạc vấn có liên quan đến trận chiến ngàn năm trước mà chiến vương tỏa trấn Nam Giang địa quật, giới vực chính là một tòa này, kỳ thật chính là Tử Cái Sơn. Tử Cái Sơn, dựa theo cổ tịch nói, xếp hạng trong động thiên phúc địa không cao, bây giờ giới vực còn không ít, tử huyền động chiếu thiên cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mấu chốt là, Tử Cái Sơn có quan hệ với ma đế mạc vấn kiếm. Một vị cường giả hư hư thực thực đi ra ba đại đạo, nghi ngờ từng tham dự cuộc chiến chư vương của vương chiến chi địa, ngàn năm trước tông phái hủy diệt một trận chiến, kết thúc sự tồn tại của mấy thời đại có liên quan tới hắn, vậy có một số việc đáng để coi trọng. Ma đế mặc dù đã vẫn lạc, nhưng rốt cuộc là chết rồi, hay là phục sinh, hoặc là giống như nhị vương tìm một chỗ ngủ say, đây đều là sự tình khó nói. Ma đế thật sự đã chết rồi sao? Nếu như chết rồi, ai giết? Thật muốn giết hắn, địa quật dùng kiêng kỵ ma đế như vậy. Biết phương bình có thể là ma đế phục sinh, lập tức liền bắt đầu toàn diện truy nã, muốn chém giết phương bình. Là xác định ma đế đã chết, không muốn lại cho hắn cơ hội hay là không xác định, chỉ có thể thông qua một ít dấu vết để phán đoán, cho nên không muốn buông tha bất kỳ một nhân vật nào có khả năng có quan hệ với ma đế. Cơ duyên mà chiến vương tiền bối nói, chỉ sợ là ở ngay trên tử cái sơn, nói như vậy, có thể chiến vương tiền bối đã từng đi qua tử cái sơn. Lúc trước hắn vẫn luôn tỏa trấn ở địa quật Nam Giang, có lẽ thật sự phát hiện ra một chút gì đó, tử cái sơn. Trong lòng Phương Bình lập lại một hồi, hắn chưa từng đi qua địa quật Bắc Hồ, tử cái sơn cũng chưa từng đi qua. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lẩm bẩm nói, "Đường hầm. Thật sự chỉ có một vực một chút sao, hay là có thể đi khắp nơi đều vào địa quật?" Tưởng Siêu ở bên cạnh kinh ngạc nói, "Không phải sao? Chẳng lẽ địa quật còn có mấy lối đi?" "Không phải, ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề." Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Giới vực là động thiên phúc địa, mà động thiên phúc địa, kỳ thật cho dù là ở hiện đại, cũng có một ít địa phương tồn tại. Ví dụ như động thiên vương ốc sơn thứ nhất, trái đất tồn tại Vương Ốc Sơn. Mà địa quật cũng tồn tại động thiên thứ nhất, cái tên Vương Ốc Sơn là tên sau này mới đặt, hay vẫn luôn là chỉ ngang hàng. Tưởng siêu gái đầu nói, ý của ngươi là, động thiên phúc địa, thật ra có liên quan đến động thiên phúc địa hiện đại. Ngươi muốn nói, động thiên phúc địa trên trái đất, có thể tiến thẳng vào giới vực năm đó. Chỉ là bây giờ bị phong bế, động thiên phúc địa năm đó chỉ là hai cái, Vương Ốc Sơn và động thiên thứ nhất đều là một thể. Mà bây giờ, lại bị tách ra, ý này là sao?" Phương Bình cười nói, "Không sai, người nói, Vương Ốc Sơn sẽ trực tiếp thông đến thông đạo của Động Thiên thứ nhất sao?" Huyền Đức Động Thiên, dựa theo cách nói hiện tại, là ở vùng Thái Bạch Sơn, Thái Bạch Sơn thậm chí còn có di chỉ Huyền Đức Động Thiên, Thái Bạch Sơn kia có thông đạo đi thông Huyền Đức Động Thiên sao? Những nơi khác cũng vậy, nếu như không có, vậy có phải nghĩa là thông đạo đã xảy ra lệch lạc hay không? Nếu có, có phải hay không ý nghĩa kỳ thật còn có thông đạo chưa bị mở ra? Hiện tại mở ra 108 thông đạo, có lẽ chỉ là địa quật bên này mở ra, mà nhân loại. Có lẽ thông đạo năm đó mở ra nằm ở bên trong giới vực chi địa. Ánh mắt Phương Bình lấp lóe nói, ta vẫn luôn nghĩ, thông đạo hiện tại, bình thường đều tồn tại ở biên giới cấm kỵ hải, hơn nữa rất trùng hợp, gần như đều ở khu vực trung tâm của giới vực chi địa. Nếu như năm đó chỉ có một lối đi như vậy, chẳng lẽ nói người của giới vực chi địa ra vào trái đất, còn phải đi mấy ngàn dặm mới được. Hoặc là, thông đạo tồn tại hiện tại, vào năm đó có lẽ chỉ là một thông đạo công cộng, dù sao ở khu vực trung tâm, đi tới giới vực hai bên đều tương đối thuận tiện. Mà trên thực tế, ở bên trong giới vực, vẫn có thông đạo đi thông thế giới loài người. Ồ, tưởng siêu gãi đầu, kinh ngạc nói, đúng vậy, lời ngươi nói hình như có chút đạo lý. Ta mở cửa, đương nhiên phải mở cửa ở cửa nhà, chạy đến ngoài mấy ngàn dặm mở một lối đi, sau đó mỗi lần ta ra vào đều phải đi mấy ngàn dặm. Mệt mỏi biết bao, trong nhà đào một cái động, có thể đến địa cầu, Cần gì phải mở thông đạo ở nơi xa như vậy?" Phương Bình cười nói, "Ta nói nếu như, nếu như những động thiên phúc địa tồn tại ở thế giới hiện thực này, chính là phân bộ của giới vực ở địa cầu, vậy ngươi có thể trực tiếp đến phân bộ, cần gì phải đi vòng?" Có lẽ phân bộ địa cầu chính là ngoại môn của bọn họ, từ ngoại môn tiến vào nội môn, đây mới là phong cách của võ giả cổ đại. Đó chính là nói, thật ra là tương thông, cho nên nếu như có lối đi tồn tại, thì ở những nơi này, tồn tại lối đi là chuyện rất bình thường. Phương Bình thở hắt ra nói, ta vẫn rất ít đi đến những nơi khác trong thế giới hiện thực, có lẽ ta thật sự nên đi khắp nơi một chút xem. Điểm này, ta nghĩ không chỉ có ta, những người khác hẳn là cũng đã cân nhắc qua. Là không phát hiện, hay là không có, hoặc là phát hiện không có mở ra. Phương Bình nói xong, không đợi Tưởng Siêu mở miệng, lại nói, lại hoặc là không dám, dù sao thông đạo này có thể trực tiếp đi thông giới vực, mà giới vực có lẽ tồn tại người sống. Tưởng siêu ngượng ngùng nói, bây giờ ngươi suy nghĩ những chuyện này, không cần thiết phải làm vậy chứ. Phương Bình cười nói, không cần thiết sao, ta cảm thấy rất cần thiết. Nếu như ta bây giờ có thể trực tiếp từ thế giới loài người, tiến vào giới vực ma đô, vậy ta có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Mà không phải bị đối phương phong tỏa thông đạo, tùy ý bọn họ chiếm cứ địa lợi. Nếu ma vũ muốn phản công đối phương, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép từ thông đạo giết vào, nhưng bên ngoài có 18 vị cường giả cửu phẩm. Cứ như vậy, nếu như người của chúng ta từng người đi ra ngoài. Đó chính là bị làm sủi cảo, cùng nhau đi ra ngoài, vậy cũng phải cẩn thận đi ra ngoài nháy mắt, đối phương liên thủ một kích, hơi không cẩn thận, đó chính là tử vong. Cho dù không chết, bị đối phương chiếm ưu thế, vậy cũng là phiền toái lớn. Người muốn tìm một thông đạo khác, Phương Bình cười nói, ta là muốn tìm xem, nếu có, cái kia tuyệt đỉnh trực tiếp tiến vào giới vực chi địa, có phải hay không sẽ có một ít sự tình thú vị phát sinh. Hiện tại tuyệt đỉnh cảnh không đi dưới vực chi địa, đó là bởi vì quá nguy hiểm, bên ngoài nguy hiểm. Bên ngoài đều được bố trí rất nhiều cảm bẫy và cấm chế, đây là vì phòng ngừa kẻ địch đánh vào bên trong, cho nên mới phải trả giá đắt để chế tạo. Nhưng bên trong, ta cảm thấy một nhà tông phái, không đến mức ở bên trong cũng bày ra trùng điệp hiểm chướng. Tưởng siêu buồn bã nói, tốt nhất vẫn là đừng, nếu thật sự có thông đạo, giới vực có chút lão cổ đồng, chưa chắc là người tốt, lão tổ ta cũng đã nói, đây chẳng phải là trực tiếp đánh vào. Nhưng ta cảm thấy, cho dù năm đó có, khi bọn họ phong tỏa giới vực đại khái cũng bị phong bế, khẳng định không cách nào dễ dàng mở ra. Điều này cũng đúng, Phương Bình gật đầu cười, lại nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi cũng không ngốc. Chuyện đơn giản đến mức nào? Tưởng Siêu cười ha hả nói, đúng rồi, Phương Bình, ngươi thật sự muốn đánh trở về. Đánh trả, hiện tại đều đang trông coi, đó chính là một trận chiến quật, cửu phẩm đều nhiều như vậy, không dễ đánh. Nói đến chuyện này, tưởng siêu lại nói, lão tổ nói, 18 cửu phẩm đối diện, đám người quách lão sư kia, dù sao cũng vừa đột phá, tuy rằng bước vào bản nguyên đạo, nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu, vậy cũng không đến mức. Ngăn chặn một vị bản nguyên đạo không có vấn đề gì lớn, hoặc là đánh tan một vị cửu phẩm yếu, vấn đề cũng không lớn. Nhưng một trọi hai đánh hai kẻ yếu cửu phẩm, ta thấy có chút lo lắng rồi. Muốn kéo đi, muốn thắng lại càng khó, việc này chính phủ nói thế nào? Ngươi chuẩn bị mời viện quân sao? có mời hiệu trưởng nam của trường quân đội số 1 không? Phương Bình có chút kinh ngạc nhìn hắn, người này còn quan tâm việc này. Người hỏi cái này làm gì? Tưởng siêu cười mỉa, tôi chỉ hỏi một chút, hỏi xong rồi. Nếu anh ta mời, tôi tính toán có nên gửi thư nặc danh, cảnh cáo Nam Vân Bình một chút. Nặc danh có lẽ không tốt, có lẽ nên ký tên, cái này có tính là bán nhân tình hay không? Nam Vân Bình chính là tỷ tỷ của Nam Vân Nguyệt, mình có nên mượn cơ hội để tạo quan hệ với Nam Vân Nguyệt hay không? đây chính là cường giả tuyệt đỉnh, 18 vị cửu phẩm, cố gắng hết sức để điền kỵ đua ngựa đi. Phương Bình thuận miệng nói một câu, yếu đánh mạnh, mạnh đánh yếu, tóm lại việc này còn phải nhìn xem. Bỏ lại tưởng siêu, Phương Bình đi dạo trong sân trường. Cao phẩm cường giả, gần như đều đang bế quan, đại bộ phận cường giả trung phẩm cũng là như thế. Lúc này, trong sân trường vẫn đang có rất ít người đi dạo. Đi một hồi, Phương Bình nghe được thanh âm quen thuộc. Cách đó không xa, Phương viên líu díu nói, hiện tại ma đô không vào được địa quật, nhưng thực lực chúng ta mạnh như vậy, võ giả tà giáo cũng bị đánh xong, trong thời gian ngắn cũng không tăng lên được, cũng không thể mỗi ngày ở trong trường học chứ. Ta thấy, chúng ta vẫn là đi địa quật đi, liền đi Nam Giang địa quật. Nhà ta ngay tại Nam Giang, Nam Giang địa quật cách nhà ta rất gần. Ta đều ta 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 ta, ta tam phẩm trung đoạn, ở Nam Giang võ đại đều rất cường đại. Các ngươi cũng đều là võ giả nhị tam phẩm, đừng nhìn ở ma vũ rất yếu, ở nơi khác rất mạnh, ở quê ta, ta đã có thể làm đề đốc rồi. Viên viên, gọi xã trưởng, nhắc nhở bao nhiêu lần rồi. Thanh âm bất mãn trong phạm vi truyền đến. Một tiểu cô nương vui cười nói, được, xã trưởng viên viên. Xã trưởng viên, chúng ta đi cũng được, người đi không được. Hiệu trưởng Phương bây giờ uy nghiêm, chúng ta cùng với người đi đến địa quật, bị biết rồi, còn không bị khai trừ. Hôm qua người cũng thấy, rất nhiều học trưởng đều bị khai trừ, nghe nói đều là hiệu trưởng Phương ra lệnh. Các giáo viên trong trường đều nói mình khai trừ giỏi, nhưng không ai giúp đỡ nói chuyện, tôi không dám đi cùng với cậu. Ngươi nhát gan quá, phương viên buồn bực nói, chúng ta đều là võ giả tam phẩm, kết quả còn bị coi như trẻ con, ở trường học tu luyện, trong thời gian ngắn, nào có dễ dàng thành tứ phẩm như vậy. Ta đã nhìn thấy trên mạng, bên ngoài nói đừng thấy ma vũ rất mạnh, nhưng đều là võ giả khí huyết, tức chết ta rồi. Ta mới không phải là võ giả khí huyết, nhưng chúng ta chính là võ giả khí huyết nói hưu nói vượn, võ giả khí huyết chưa từng giết người, ta từng giết người. Ta đã giết rất nhiều người, máu chảy thành sông, các ngươi cũng không phải không biết, lần trước ta đi làm nhiệm vụ, giết thây ngang khắp đồng. Viên viên, còn nói việc này, lần trước không phải bạch lão sư nói, người liền giết hai người, còn khóc nửa ngày sao. Nói bậy, mấy nữ sinh líu díu ồn ào, Phương Bình nhìn thoáng qua trong đám người, lại nhìn một chút võ giả nhị tam phẩm không có việc gì, tam phẩm chiếm đa số. Nhị phẩm võ giả, hiện tại đều đang cố gắng tiến vào tam phẩm, dù sao hơn 200 người bị khai trừ ngày hôm qua, đều là nhị phẩm võ giả, khiến không ít người kinh hồn táng đảm. Nhưng trường học võ giả tam phẩm rất nhiều, vượt qua 5.000 người. Nhiều võ giả tam phẩm như vậy, bây giờ lại không có chuyện gì để làm, muốn đột phá đến trung phẩm, thật đúng là không phải vấn đề mấy ngày. Hơn 5.000 võ giả tam phẩm, cứ ở mãi trong trường học đúng là hoang phế. Phương Bình nghĩ trong lòng, có lẽ, những võ giả tam phẩm này, Quả thực nên đi địa quật khác lịch luyện một chút. Hiện giờ, địa quật nguy hiểm thật ra không phải là tất cả. Địa quật nguy hiểm chân chính là Ma Đô, Kinh Đô, Tây Sơn, Tây Cương, Bắc Cương. Những địa quật này, động một chút chính là cao phẩm đại chiến, không chỉ là một hai cái mà là mấy chục. Làm không tốt, chân vương đại chiến cũng có thể bộc phát. Nhưng mà 24 địa quật Hoa Quốc, không phải nơi nào cũng như vậy. Cao phẩm chân chính thường xuyên chiến đấu, chỉ có mấy người kia Cửu phẩm ngã xuống cũng là chuyện thường như cơm bữa. Thiên Nam, tử cấm hai nơi này ngược lại là tương đối thích hợp với bọn hắn. Phương Bình cũng phát hiện mình có chút xem nhẹ, một mực tu luyện, kỳ thật không có nghĩa là có thể một mực tăng lên. Trước cửu phẩm, ngộ đạo nhất nói không phổ biến, nhưng cần một chút cảm ngộ. Nhất là thời điểm cảnh giới lục phẩm, cảm ngộ tam tiêu chi môn cần, đột phá đến thất phẩm cũng cần. Một mực đập tiền, nện tới ngũ phẩm đỉnh phong là có thể, nhưng cảm ngộ không đến tam tiêu chi môn cụ thể không hiện ra, đập tiền nhiều hơn nữa, đó cũng là uổng công. Không chỉ là những thứ này, còn có giao lưu thi đấu võ đại. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, võ đại giao lưu thi đấu, dựa theo quy luật dĩ vãng, nên bắt đầu. Nhưng mà sau khi kết thúc khóa thứ hai năm ngoái, xếp hạng võ đại đã định, năm nay ngược lại không có kịch liệt như năm ngoái, năm nay đến bây giờ cũng không có ai nhắc đến chuyện này. Võ đại giao lưu thi đấu, hiện tại lại tranh đoạt vì mấy trăm ước tài nguyên, thật đúng là chưa chắc có thể nhấc lên hứng thú của người khác. Nhưng hiện tại võ giả tà giáo ở Hoa Quốc bị chém giết hầu như không còn, những người này đi địa quật nguy hiểm, không đi địa quật lại không có cơ hội lịch lãm. Kỳ thật võ đại giao lưu thi đấu cũng không tệ lắm. Phương Bình đã tham gia hai lần giao lưu thi đấu vũ đại, hai lần giao lưu thi đấu vũ đại này, hắn đều thu hoạch không nhỏ. Lần đầu tiên giao lưu thi đấu, Phương Bình cảm xúc rất nhiều. Lần giao lưu thi đấu thứ hai, hắn và đám người Vương Kim Dương giao thủ, cũng thu hoạch không nhỏ. Có lẽ cũng nên để những người này tham gia một lần. Phương Bình nhìn thoáng qua Phương Viên, cô em gái này của mình thích gây chuyện, không thích ở lại trường học tu luyện, hắn cũng rất đau đầu. Xuống địa quật, hắn không nỡ, nhà đầu này không xuống địa quật, không chịu ngồi yên. Thôi thôi, tìm chút việc cho ngươi làm đi, đỡ cho ngươi tránh phiền phức khi ta rời khỏi trường học, không biết lén chạy đến hang nào. Phương Bình không có hiện thân, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Ngày năm tháng 12 Ma Vũ và Bộ Giáo dục đã trao đổi một phen, có kết quả. Buổi sáng ngày năm, Bộ Giáo dục gửi thư, Phó Đại giao lưu thi đấu lần thứ ba sắp mở ra. Lần này, chỉ giới hạn ở võ giả dưới trung phẩm cảnh. Lần này, trường học dự thi không còn nhận được một số tài nguyên được cấp cho những năm trước, mà là một số danh ngạch. Ma Vũ hội tổ chức một ít học sinh giao lưu, lần này Ma Vũ lấy ra 500 danh ngạch tiến hành giao lưu, các trường dựa theo quy củ năm trước xếp hạng, xếp hạng phía trên, lấy được danh ngạch liền nhiều có thể đưa một ít người đến ma vũ, đãi ngộ ngang hàng học sinh ma vũ. Đây là quy tắc nhất định phải là của ma vũ đối với ngoại giới, đối với nội bộ. Không thể chỉ trích hạng nhất, ma vũ ở trong tay Phương Bình, liên tục giành được hai lần đệ nhất, ma vũ bây giờ, binh cường mã tráng, không có đạo lý ném đi đệ nhất. Nhưng lần này có hạn chế, chỉ có thể tham dự từ trung phẩm cảnh trở xuống. Nhưng võ giả phẩm cấp thấp, võ giả ma võ thật sự không chiếm ưu thế. Hiện tại võ giả cấp thấp hầu như đều là cưỡng ép tăng lên, tốc độ cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu, ngoại trừ một số ít người, đại bộ phận hầu như đều là số 0. Hơn 5.000 võ giả tam phẩm, học sinh năm nhất chiếm đến 8 phần. Mà sinh viên năm nhất, vào trường không bao lâu, cuộc chiến vào tháng 11, gần như tân sinh đều không tham gia, mà sau khi bọn họ vào trường học, cũng chỉ có tháng 11 bùng nổ một cuộc chiến quy mô lớn. Những người này có thể nói là khí huyết võ giả, mạnh hơn khí huyết võ giả một chút chính là học qua chiến pháp rất nhiều võ giả khí huyết chiến pháp đều không học chỉ đơn thuần là tu khí huyết võ giả cảnh giới tam phẩm ở ma vũ không tính là gì đều là đại danh từ tân sinh nhưng mà ở võ đại khác mặc dù cảnh giới tam phẩm hiện tại không tính là hiếm thấy nhưng cũng là học viên tinh anh tài nguyên của những người này không nhiều bằng ma võ vì trở thành tam phẩm cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đạt tới hơn nữa võ giả tam phẩm được chọn lựa ra gần như đều là loại võ giả đã từng tham dự chiến đấu nhiều lần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Những người này bất kể là kinh nghiệm hay là kinh nghiệm, đều sung túc hơn võ giả hạ tam phẩm của Ma Vũ. Ma Vũ muốn bảo vệ đệ nhất, không đơn giản như vậy. Mà phương diện trường học, Phương Bình cũng không có quá mức trách móc nặng nề, chỉ một câu, thua, 500 danh ngạch trường học kia không phí cho người khác, 500 học sinh Ma Vũ ra ngoài giao lưu. Cái gọi là giao lưu, chính là lưu vong, để những học sinh này, Đi ra ngoài trường, lúc nào thì quay về Ma Vũ, Sang năm lại nói, Sang năm Ma Vũ thắng, những người này trở về Ma Vũ, hoặc là dứt khoát đại diện cho các trường học khác tham chiến, thắng Ma Vũ, cũng trở về Ma Vũ như cũ. Nếu không, vậy thì cứ ở lại trường học khác là được. Về phần 500 người nào ra ngoài giao lưu, danh ngạch chưa định, thua tự nhiên sẽ biết. Tin tức vừa ra, không khí Ma Vũ lập tức khẩn trương lên. Đi ngoại viện tu luyện, học sinh Ma Vũ cũng không ngu bọn họ biết sự khác biệt giữa ma vũ và võ bên ngoài. Ở võ đại khác, độ khó mà bọn họ muốn đạt được một viên tam phẩm khí huyết đan không phải là lớn bình thường. Dù cho hiện tại đan dược không ngừng hạ giá, giá của khí huyết đan cơ sở hạ xuống kinh người, đều đến một vạn một viên, so với thời điểm lúc trước của Phương Bình, giảm xuống 10 lần. Nhưng giá của tam phẩm khí huyết đan cũng không hề rẻ. Hiện giờ chế độ thống nhất của võ đại học đều là một học phân một vạn, ngay cả như thế giá trị của khí huyết đan tam phẩm cũng đạt tới 30 học phân, 30 vạn. Trên thực tế, đã rẻ đến dọa người. Phương Bình còn nhớ rõ, lúc trước hắn đổi nhị phẩm khí huyết đan, đều phải 20 điểm, một viên, đây là thời kỳ giá trị 3 vạn điểm, khi đó giá trị khí huyết đan nhị phẩm đều có 60 vạn trở lên. Mà tam phẩm, giá trị đều có 150 vạn. Cũng chỉ có hiện tại, chính phủ vì thúc đẩy phổ cập võ đạo, cộng thêm thu hoạch tài nguyên hiện giờ nhiều hơn, mới giảm giá trên diện rộng phổ cập võ đạo không phải là không muốn là không thể không có cách nào trước kia cửa vào địa quật ít nhân loại yếu thế lấy được tài nguyên rất ít thỏa mãn trăm vạn võ giả tu luyện cũng khó khăn giá cả cao kỳ thật cũng là vì để võ giả có đủ tài nguyên đi tu luyện phương bình khi đó cùng hai đại công ty làm ẩm ý không ít cảm thấy định giá quá cao giá thu mua quá thấp không nên bây giờ suy nghĩ lại khi đó kỳ thật cũng là không có biện pháp công ty đan dược chữ hàng lượng lớn đan dược trước đó vô dụng, cũng là vì chữ hàng, đợi đến khi võ đạo phổ cập, lại bắt đầu phát. Bằng không, dựa theo tiêu hao trước kia của mọi người, giá cả thấp, có lẽ không cất được đan dược gì, toàn dân phổ cập võ đạo, chính là trò cười. Nhưng dù hạ giá, võ giả tam phẩm tu luyện khí huyết đan, vẫn như cũng là 30 vạn một viên. Tam phẩm võ giả, thật phải mở rộng tu luyện, 3 ngày một viên là điều cần thiết. Một tháng qua đi, đó chính là chi tiêu 300 vạn. Đây là tu luyện thông thường. Võ giả tam phẩm, một năm bình thường tu luyện, chính là mấy ngàn vạn, cũng không phải là người người đều là phương bình, có thủ đoạn kiếm tiền. Với sự tiêu hao của bọn họ ở Ma Vũ, một năm trôi qua, đều là vài trăm triệu trở lên. Ăn quen tiệc lớn, để bọn họ đi gặm bánh ngô, một ngày hai ngày thì được, một năm. Vậy 500 người được chia ra đều có tâm muốn chết. Hiện tại bạn học cùng cấp với bọn họ, chờ bọn họ trở lại, bọn họ vẫn là tam phẩm. Bạn học ở lại ma vũ đến ngũ phẩm một chút cũng không ngạc nhiên. Cân nhắc đến điểm này, ai mà không lo lắng. Trong lúc nhất thời, chuyện về võ đại giao lưu thi đấu lần thứ ba cũng đã truyền khắp ma vũ hạ tam phẩm võ giả. Về việc lựa chọn ai đi dự thi, cũng là một đại nạn. Vận mệnh của 500 người bạn học nằm trong tay bọn họ, áp lực cũng không phải lớn bình thường. Mà ngoại giới, cũng hoan hô nhảy nhót, đi ma vũ, ma vũ, bây giờ chính là thánh địa tu luyện. Không chỉ như vậy, tin tức chính thức công khai không phải toàn bộ, bí mật, có tin tức đáng tin truyền đến, ma vũ tham chiến, phàm là đội ngũ đánh bại ma vũ, đều có thể đạt được một nhóm thu hoạch tài nguyên ngoài định mức. Cái gọi là một đám, lấy đại thủ bút của ma vũ, thật sự không nhỏ. Đánh bại đội ngũ ma vũ, có thể đạt được cửu phẩm đá năng lượng 50 cân. Dùng cân tính toán, cũng không phải là bọn họ khác. Dù giá thấp nhất trên thị trường cũng đã hơn 150 ức, vẫn là có tiền mà không mua được, mà cái giá chỉ là đánh bại mấy võ giả tam phẩm mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đại đều xô trào. Đánh bại Ma Vũ, những lời này cũng thành khẩu hiệu của tất cả võ đại, càng là thắng đến cuối cùng, thu hoạch càng lớn. Đội quán quân lần này, nếu không phải Ma Vũ, đội quán quân khác có thể đạt được 50 xuất tiến vào Ma Vũ. Điều này có thể mang ý nghĩa 50 vị võ giả cảnh giới ngũ phẩm, đây là cơ bản. Thời gian một năm đủ để bọn họ tiến vào ngũ phẩm ở Ma Vũ, người có thiên phú mạnh một chút, biết phấn đấu có lẽ lục phẩm cũng không thành vấn đề. Ma Vũ thật sự muốn đãi ngộ ngang nhau đến cảnh giới lục phẩm, cho bọn họ một ít trợ giúp, thất phẩm. Chưa chắc không có hy vọng, liên quan đến tương lai của tất cả mọi người, ai có thể không kích động. Đến lúc này, võ giả cấp thấp của ma vũ không nhàn dối, mỗi người đều vô cùng căng thẳng, dựa theo ý tứ của trường học, thua không thảm, vậy thì 500 danh ngạch. Bại thảm rồi, có lẽ không chỉ 500 danh ngạch, quá mất mặt, 1.000 cũng có thể. Ma vũ dù sao cũng nhiều người, gần vạn học sinh tự dưng khai trừ hơn ngàn người, chuyện này gây ra quá lớn, có thể giao lưu ra ngoài ngàn người, trăm nhà võ đại, một nhà phân mười người, không tính là gì. Ngược lại, mà vũ thù nạp một số tinh anh của các gia tộc võ đại, nếu có thể ở lại, ngược lại sẽ càng mạnh hơn. chương 774, người có không chấn cổng, trong văn phòng, những dòng chữ màu mè, tự động. Trần Vân Hy một mặt khâm phục nói, Phương Bình, người như vậy, hiện tại trường học tốt hơn nhiều. Học viên cấp thấp đều đang tu luyện chiến pháp, chờ chọn lựa nhân viên dự thi, võ giả trung phẩm đều là tu luyện võ giả cao phẩm đều đang chuẩn bị đại chiến như vậy mà vũ mỗi người quản lý một chức vụ không còn tán loạn như trước cũng không còn sao động như trước đối phương bình trần vân hy từ trước đến nay cảm thấy phương bình là lợi hại nhất sự thật chứng minh đúng là như thế một lần giao lưu thi đấu đơn giản đã giải quyết rất nhiều phiền phức phương bình cười ha hả nói bình thường chính là thuận thế mà làm thôi đúng rồi lần này nhân viên dự thi bất kể là mở cửa sau hay là thế nào làm chút chuyện xấu để cho phương viên dự thi trần vân hy mặt tươi cười nói được người đây là muốn để cho phương viên cũng chính thức đi lên đài trước rồi hả phương bình kinh ngạc nhìn nàng sau một lúc lâu mới vội ho một tiếng nói cái kia thông qua một ít con đường nói cho các gia võ đại đánh bại phương viên hung hăng đả kích nàng đánh bại nàng đều thưởng một cân đá năng lượng hoặc là tài nguyên giá trị tương đương hoặc là cái khác đều được ta chính là nói cho nha đầu thối này, nàng thật sự quá yếu. Đừng nói võ giả địa quật giết người không chấp mắt, cho dù là ở trên mặt đất thì cũng chỉ là con gà yếu ớt. Võ giả cùng cấp, đánh nàng giống như đang đánh nhau, ta xem nàng còn có mặt mũi nào nhắc tới chuyện đi địa quật hay không. Nhà đầu này, ta mặc kệ mấy ngày, nàng liền giật dây bạn học cùng nàng cùng đi địa quật, không muốn sống nữa. Trần Vân Hy bỗng nhiên cực độ đồng tình với phương viên, ca ca của ngươi quá độc ác. Đánh bại ngươi lại còn có khen thưởng thêm. Ngươi chỉ là một võ giả tam phẩm trung đoạn, đi dự thi vốn đã yếu rồi, đừng nói có phần thưởng ngoài định mức, không có ngươi cũng phải thua. Bây giờ có rồi, chỉ sợ ngươi sẽ thua hoài nghi nhân sinh, đến lúc đó ma Vố bên này lại lấy chút tấm màn đen, mỗi trận chiến đều để cho nàng là người đầu tiên ra sân, mỗi trận đều thua. Nghĩ đến đây, Trần Vân Hy đồng tình nói có thể quá ác hay không? Đà kích lớn như vậy, nàng có thể chịu đựng được sao? Phương Bình, viên viên dù sao cũng mới 16 tuổi. Phương Bình thở dài, điểm thất bại này cũng không thể thừa nhận, người còn trông cậy vào nàng tiếp nhận càng khó tiếp nhận hơn. Lúc trước ngươi tham gia giao lưu thi đấu, ngay cả cơ hội lên sân khấu cũng không cho ngươi, đại sư tử nói ngươi không thích hợp dự thi, làm hậu cần thì thôi, ngươi bị đả kích đến sao. Khi đó, ngươi ngay cả hang động cũng không biết, không phải cũng chống đỡ được sao. Cái đó không giống, giống nhau, Phương Bình cười nói, không cần phải lo lắng những thứ này, tu luyện võ đạo, ăn chút thiệt thòi ở trên tay người một nhà, so với trên tay địch nhân thì còn thiệt thòi hơn. Ít nhất người một nhà sẽ không giết nàng. Nói xong, Phương Bình lại nói, hai ngày này, ta chuẩn bị đi kinh đô nhìn hiệu trưởng một chút, cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Chờ từ kinh đô trở về, ta liền muốn đi địa quật. Phương Bình dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, lần nữa cười nói, người gần đây không cần bế quan, hảo hảo mài rũa cảnh giới một chút, tình huyết hợp nhất cảnh nghĩ đến thất phẩm, thật sự dựa vào thiên tài địa bảo cưỡng ép sông lên không phải chuyện tốt. Tuy người cũng thường xuyên xuống địa quật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không tính là quá phong phú, ít nhất cảnh giới lục phẩm chiến đấu, người chưa trải qua bao nhiêu lần. Tùy tiện nắm trong tay lực lượng cảnh giới thất phẩm, mất khống chế thì phiền toái. Ta biết, vậy là tốt rồi, Phương Bình cùng Trần Vân Hy bàn giao một phen, lại xử lý một chút sự vụ của ma võ. Ngày 6 tháng 12, Phương Bình khởi hành đi Kinh Đô, chuẩn bị đi xem tình huống của Ngô Khuê Sơn. Ngay tại lúc Phương Bình động thân đồng thời, Kinh Đô, trong một tứ hợp viện, ba vị tuyệt đỉnh cảnh đều đến, vây quanh ngô khuê sơn trôi nổi ở giữa, đều nhíu mày. Tình huống hiện tại của hắn như thế nào? Nam Vân Nguyệt nhìn một hồi, cao mày nói, theo lý thuyết, hắn có thể dung hợp bản nguyên đạo hay không, đều nên thanh tỉnh, nếu không xung đột mà nói, sớm đã đáng chết. Bây giờ người chưa chết, nhưng lại không tỉnh táo, đã sắp 20 ngày rồi. Lý Trấn khoanh tay, nhìn chằm chằm ngô khuê sơn một hồi, lắc đầu nói, không rõ lắm, có lẽ là đang tiêu hóa huyền ngọc chân vương nói, Hai người bọn họ nói, Trương Đào cũng nhìn chầm chầm vào Ngô Khuê Sơn. Nhìn thật lâu, Trương Đào bắt đầu sờ cầm, sờ soạng một hồi, như có điều suy nghĩ, hai người khác nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Một khắc sau, Trương Đào chậm rãi nói ta nên để lại chút dâu mép, cái loại dâu dài kia, tránh cho bị người khác đối xử như người trẻ tuổi. Sắc mặt hai người Nam Vân Nguyệt vô cùng khó coi, lúc nào rồi, người còn có tâm tư nói những lời này. Trương Đào cũng mặc kệ bọn họ, cười ha hả nói, không có việc gì, tên này có chút ý tứ. Trước đó ta bảo hắn nuốt huyền ngọc, bây giờ thì hay rồi, tên này thật sự nghe lọt tai, nhưng mà hắn không có cắn nuốt. Trương Đào giống như nhìn thấy gì đó, lần nữa cười nói, thật sự rất thú vị. Hắn giống như là đem huyền ngọc nói, bao vây ở bên ngoài đạo của hắn. Có ý gì, Lý Trấn có chút nghe không hiểu, Trương Đào khinh thường nhìn hắn, tiếp tục nói, chính là nói, hắn ngoài mặt là đang dùng huyền ngọc đạo, nhưng hắn đang dùng huyền ngọc đạo ẩn dưỡng bản nguyên đạo của mình, bên ngoài là huyền ngọc đạo bản nguyên, bên trong lại là của chính hắn. Ta không biết đây là một con đường hay là hai con đường, hắn thừa dịp căn nguyên đạo của mình suy yếu, dung nhập căn nguyên đạo vào trong. Không có xung đột, Lý Trấn Kinh ngạc nói, sao hắn không phát sinh xung đột bản nguyên. Dưới tình huống bình thường, loại con đường từ bên ngoài đến này, không phải là do mình lĩnh ngộ, sẽ sinh ra xung đột với bản nguyên đạo của mình. Trương Đào lần nữa sờ lên cầm, sau một lúc lâu mới nói, bản nguyên đạo của hắn có chút đặc thù, Đại ái vô cương, Trương Đào bật cười nói, có lẽ chính là ý này a, à, bổn nguyên đạo tính bao dung, ý tứ che chở. Huyền Ngọc bổn nguyên đạo, đó cũng là muốn che chở a, à, cho nên hắn hiện tại ngược lại không phát sinh xung đột gì. Bất quá như vậy cũng không tốt, Trương Đào lẩm bẩm nói, nếu như vậy, một khi hắn thanh tỉnh, có thể chính là tuyệt đỉnh cảnh. Vị tất là chuyện tốt, Huyền Ngọc đạo quá cường đại, đạo của hắn quá yếu. Một khi dựa vào căn nguyên đạo của Huyền Ngọc để thành tựu tuyệt đỉnh cho dù là căn nguyên đạo ẩn dưỡng bản thân hắn, sau đó chính hắn muốn thành tuyệt đỉnh cũng khó khăn. Lý Trấn gật đầu nói, không sai, một con đường đã thành tựu tuyệt đỉnh, muốn thành tựu con đường thứ hai, thật sự quá khó khăn. Phải biến đổi mới được, nghĩ đến đây, Trương Đào tinh thần lực dao động, lên tiếng nói, Tiểu Ngô, đừng nghĩ đến việc thành tuyệt đỉnh trước, không vội nhất thời. Nếu như có thể, để cho bản nguyên đạo của ngươi tiêu hóa một bộ phận huyền ngọc đạo, cùng nhau tiến bộ càng tốt. Cứ như vậy, người không có chiến lược tuyệt đỉnh, cũng sẽ không có hạn chế, ngược lại để hai con đường đều có thể đi ra một đoạn rất xa. Sau đó là hai đạo thành tựu tuyệt đỉnh, hay là dựa vào đạo của chính mình, trong thời gian cuối cùng hấp thu đạo của Huyền Ngọc, xem chính ngươi lựa chọn. Ngô Khuê Sơn cũng không trả lời, nhưng khí tức trên người có chút biến hóa. Lúc này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, Trương Đào, người ngay cả biến hóa bản nguyên đạo của hắn cũng có thể nhìn ra sao. Dùng tâm đi cảm ngộ, Trương Đào cười nói, mặt khác ta thấy nhiều, quen là tốt loại biến hóa bổn nguyên đạo này ta thường xuyên có thể cảm nhận được trên đại thể có thể đoán được một ít lời này vừa nói ra hai người đều là vẻ mặt im lặng lý trấn liếc hắn một cái thản nhiên nói bớt nói nhảm đi lúc nào thì cho ta đá năng lượng xem đức hạnh này của ngươi trương đào cười nhạo nói ngươi còn chưa tới ta đã sai người đưa đi một tấn mà thôi gấp đến mức nào rồi trước tiên không nói cái này trương đào vòng qua đề tài này như có điều suy nghĩ nói, chưa thành tuyệt đỉnh, đã bắt đầu thăm dò hai con đường, có phải đơn giản hơn một chút hay không? Các ngươi cũng biết, sau khi thành tựu tuyệt đỉnh, đạo của mình quá mạnh, đi ra con đường thứ hai quá khó khăn. Nếu như, vào lúc một con đường 0,99 không thành công, ngược lại đi con đường thứ hai, lại đi con đường này đến 0,99. Có phải có thể trực tiếp thành tựu đỉnh cao song đạo hay không? Lý Trấn mệt mỏi nói, nào có đơn giản như vậy. Một con đường cũng khó đi, đừng nói hai con đường là hai con đường không đáng tin hợp lại thành tuyệt đỉnh, hay là đi con đường lớn đơn lẻ đáng tin thành tuyệt đỉnh, ngươi nói con đường nào đơn giản? Bây giờ ngươi để Trương Vệ Vũ đi con đường thứ hai, hắn có đi ra không? Cho dù đi ra, phải mất bao lâu mới được? So với việc như vậy, chẳng thà để hắn trở thành tuyệt đỉnh cảnh, đây mới là lợi ích của việc có được. Ngươi đừng nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó, không đáng tin cậy." Trương Đào bất mãn nói, "Cái này gọi là không đáng tin cậy." Phó đạo chính là đang tìm tòi phát triển trong, sao có thể gọi là không đáng tin cậy, ngươi nói không có khả năng, hiện tại Ngô Khuê Sơn liền có khả năng đi ra con đường như vậy, đương nhiên, Huyền Ngọc là từ bên ngoài đến, tương lai thành tựu cũng có hạn. Nhưng đến lúc đó, hắn cũng mạnh hơn tuyệt đỉnh bình thường. Trong lúc nói chuyện, Trương Đào nhìn Lý Trấn nói, con đường thứ hai của ngươi đi được bao xa rồi? Lý Trấn thản nhiên nói, ngươi không phải có năng lực sao? Tự mình nhìn đi, chẳng muốn xem Trương đào không cho là đúng nói, cho dù đi ra 999 mét, vậy cũng không có gì, không đáng để ta để ý. Hiện tại ta nghĩ, nếu như ngươi phá nát con đường này, dung nhập vào trong kiếm đạo của chính ngươi, liệu sẽ không để cho ngươi mạnh hơn? Lý Trấn Cao mày nói, ta không phải làm bừa giống như ngươi. Bây giờ tình huống nguy cấp, ta đi ra hai con đường, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành tồn tại sánh vai với mệnh vương, trái lại, ta nếu như phá nát con đường này, kết quả kiếm đạo thu hoạch không lớn, ta đây lại lần nữa rơi xuống cảnh giới, cùng hiện tại không tranh lệch. Vậy cố gắng 5 năm năm qua, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Chúng ta cũng không có thời gian để lãng phí nữa. Phá nát đạo còn chưa thành tựu tuyệt đỉnh kia, có lẽ có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ, có lẽ. Không hề biến hóa, ngược lại làm bị thương bản thân. Nói như vậy, con đường thứ hai mà hắn đi ra trong những năm này đã bị phế bỏ. Nhưng con đường thứ hai thành tựu tuyệt đỉnh, hắn vốn là cường lực tuyệt đỉnh, có lẽ sẽ trở thành tồn tại như Mệnh Vương. Mệnh Vương đi ra hai con đường lớn, hơn nữa thời gian đã lâu, nhưng là cường giả tuyệt đỉnh cảnh cao cấp nhất. Có thể so với Mệnh Vương, Trương Đào khẽ thở dài, có thể so với Mệnh Vương không đủ. Mệnh Vương mặc dù không yếu, có thể một địch ba, đại khái cũng chính là cực hạn của hắn. Hắn có thể ngăn cản ba vị tuyệt đỉnh, có thể ngăn cản bốn vị sao. Năm vị thì sao, tuyệt đỉnh cảnh, không xuất hiện biến hóa trên bản chất, không thể xuất hiện hiệu quả nghiền ép. Ba đại đạo thì thế nào? Cường giả đi ra ba đại đạo, chiến lược coi như đạt đến cấp độ 2 điểm, đối phó 5 vị tuyệt đỉnh. 7 vị, hay là 9 vị, 10 vị, hắn có thể ngăn cản sao? Chưa chắc, thật muốn lấy một địch 10 cũng có thể đánh chết đối phương, vậy năm đó ma đế đã thắng. Cho nên, có thể so với mệnh vương là vô dụng. Ta cứ không nói có ai mạnh hơn mệnh vương không, người có thể so với mệnh vương, cũng chỉ có thể ngăn cản ba vị chân vương, kỳ thật vẫn là không có hiệu quả quá lớn lý trấn im lặng nam vân nguyệt càng bất đắc dĩ mở miệng nói trương đào người càng ngày càng cuồng vọng hiện tại cấp bậc mệnh vương này cũng vô dụng chính ngươi thì sao người khoác lác bản thân cũng lợi hại đấy nhưng chưa từng thấy người bộc lộ sức mạnh thật sự ngươi lấy một địch hai còn bị treo bây giờ ngược lại xem thường lý trấn ngươi lại có thể khoác lác ngươi biết cái gì trương đào cười nhạo nói lúc trước ta lấy một địch năm trong đó có phong vương còn có mệnh vương đánh cho bọn họ chạy chối chết ngươi lại dám nghi ngờ thực lực của ta lý trấn không muốn nói gì nam vân nguyệt cũng không muốn mở miệng tiếp tục thổi mọi người cũng không phải không biết tình huống mệnh vương căn bản không ra tay những người phong vương kia lại cố kỵ hắn và trấn thiên vương liên thủ lúc này mới chuẩn bị rời đi cũng không phải là bị trương đào đánh cho chạy trối chết bên này đang nói trương đào nhìn về phía nam cười nói tiểu tử kia chờ không kịp người đến rồi sau một lúc lâu lý trấn mới nói vừa vặn đi gặp gặp hắn hỏi một chút chuyện của ma đô địa quật tiểu tử này tính toán thế nào bên ma vũ đến bây giờ cũng không có tin tức chính xác mà đô địa quật vẫn phải đánh về đi cùng đi gặp một chút ba vị tuyệt đỉnh cũng coi như coi trọng rất nhanh đã thông báo xuống dưới nửa giờ sau phương bình ở một đại sảnh gặp được ba vị tuyệt đỉnh trường hợp tương đối chính thức phương bình nhìn lướt qua hình như là loại phòng tiếp khách bình thường nhìn thấy trên tv tiếp đái một ít khách lạ hoặc là quan to địa phương Nơi này là bộ giáo dục, ngoại trừ ba vị tuyệt đỉnh ra thì còn có một số người tiếp khách. Bái kiến ba vị bộ trưởng, Phương Bình khách sáo một câu, tiếp theo nhìn về phía Vương Khánh Hải phía dưới trương đào, cười nói chúc mừng Vương Bộ trưởng lại tiến thêm một bước. Vương Khánh Hải cười khổ nói, đừng, đừng chúc mừng ta. Ta tuy đột phá đến cửu phẩm, nhưng thật sự chưa chắc là đối thủ của ngươi, nói ra thì cũng mất mặt, nhưng đây là sự thật, hắn chỉ là cửu phẩm yếu mà thôi. Trương Đào bất động thanh sắc nói, Khánh Hải thực lực kém, ở chỗ khuyết thiếu thần binh, có chuôi cửu phẩm thần binh sẽ mạnh hơn không ít. Kim thân rèn luyện cũng bình thường, vừa tới lục đoán sơ kỳ liền tấn cấp cửu phẩm, khí huyết bây giờ cũng mới 11 vạn thẻ, lại không tăng phúc bổn nguyên đạo. 11 vạn thẻ, đó chính là 11 vạn thẻ đơn thuần, lực phá diệt có hạn, khi chiến đấu, đó chính là dựa vào khí huyết nội tình, đích thật là cửu phẩm yếu trong cửu phẩm. Phương Bình cười nói, thì ra là thế. Bộ trưởng Vương Bên Ma Vũ còn thiếu một vị hiệu trưởng, nếu bộ trưởng Vương đồng ý đi Ma Vũ, những thứ này đều không phải là chuyện gì to tát. Lý Trấn và Nam Vân Nguyệt có chút không nhịn được muốn cười. Dấu chân này đến bộ giáo dục, Trường Đào ngươi không phải muốn đánh gió thu sao. Lần này tự bê đá đập chân mình rồi, lại không nghĩ, ngay sau đó, trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khánh Hải, thản nhiên nói, Vương Khánh Hải, ngươi bị giáng chức. Người đi Ma Vũ đảm nhiệm phó hiệu trưởng, mặt khác, đoàn 38.000 người của Võ An Quân. Ngươi mang năm cái đoàn ngàn người đi Ma Vũ, đây cũng là niềm tình ngươi nhiều năm cống hiến cho bộ giáo dục, ta để ngươi mang đi toàn bộ thực lực. Quay đầu thu thập một chút, cùng Phương Bình trở về Ma Vũ đi. Phương Bình vẻ mặt dại ra, ta chỉ nói như vậy, ngươi, lão già không biết xấu hổ này, thế mà lại ném cho ta. Chẳng những đánh mất Vương Khánh Hải, ngươi còn ném 5.000 người võ an quân đến Ma Vũ. Hắn bên này còn chưa mở miệng, Vương Khánh Hải vẻ mặt bi thương, bất đắc dĩ nói, được vậy ta lập tức đi thu thập phó bộ trưởng thành phó hiệu trưởng thôi thôi vừa vặn hiệu trưởng phương mời ta đi thôi bộ trưởng ngài hãy bảo trọng khánh hải cáo từ trước vương khánh hải nói xong nhìn về phía phương bình thở dài phương hiệu trưởng về sau liền dựa vào phương hiệu trưởng ủng hộ đi ma vũ cũng tốt ở bộ giáo dục ăn nhờ ở đậu cũng không dễ dàng vậy ta bây giờ đi thu thập phương hiệu trưởng lúc đi nhớ báo cho ta biết dứt lời vương khánh hải không nói hai lời quay đầu rời đi về phần Phương Bình nói như thế nào, chính hắn vừa mới nói, mời Vương Khánh Hải làm phó hiệu trưởng. Hiện tại lại từ chối, Vương Khánh Hải không cần mặt mũi. Một vị cường giả cảnh giới cử phẩm, phó bộ trưởng bộ giáo dục, đối với Phương Bình cũng có chút chiếu cố. Lúc này ngươi ở trước mặt mọi người và mặt, đánh không phải là mặt, là trái tim, người ta sẽ tan nát cõi lòng. Phương Bình ngươi lật lọng, còn có chút thành tín sao. Đây chính là trường hợp chính thức, bên cạnh không biết từ lúc nào, còn có một cái camera đang hướng về phía Phương Bình. Khóe miệng Phương Bình co rúm, ta phục rồi, so với việc không biết xấu hổ, ta thật sự không bằng lão Trương. Không phục không được, người ta đại khái đều tính được hắn nói cái gì, chỉ chờ hắn. Cố ý nhắc tới Vương Khánh Hải thiếu cái gì, lão Trương cũng có thể biết Phương Bình trở về cái gì, thuận thế liền cho làm, bây giờ ngươi nói không cần nữa, điều này bảo Vương Khánh Hải làm sao bây giờ? Khóe miệng Phương Bình co giật, chậm rãi ngồi xuống, bộ trưởng, Vương bộ trưởng nói từ trước liền từ trước họp bàn cũng không cần à trương đào tỏ ra không sao cả nói vậy được rồi họp thảo luận một chút mọi người có ý kiến gì không lý trấn và nam vân nguyệt liếc nhau mặt đầy im lặng chúng ta nên nói gì đây không có ý kiến vậy được thông qua trương đào vẻ mặt tùy ý phương bình im lặng lại nói vương bộ trưởng đi ma vũ cũng được về phần 5.000 võ ăn quân kia thì thôi đi dù sao cũng là tâm huyết của bộ trưởng Vậy không được, Trương Đào thản nhiên nói, việc này không có lý do gì mà bị giáng chức, thế nào cũng phải cho chút bồi thường. Hắn là một võ giả cửu phẩm, cũng không thể thật sự hoang phế, mang theo 5.000 quân an ninh, đi chấn thủ một hang cũng đủ rồi. Vừa vặn, dù cho ma vũ không cần, hắn cũng có thể mang theo võ an quân làm chút chính sự. Phương Bình lại hít sâu một hơi, cắn răng nói, được, ta không có ý kiến. Nhưng mà võ an quân cấp phát, cần bộ giáo dục cấp phát. Đó là đương nhiên, Trương Đào cười nhạt nói, mỗi tháng một nhóm cấp ngân khố một ước tài chính, đây cũng là lệ thường, như vậy tính ra, năm đoàn năm ước một tháng, một năm sáu mươi ước. Trương Đào thở dài, vậy thì sáu mươi ước đi, mặc dù theo lý thuyết không ở Trung ương, phải giảm đẳng cấp, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm tính toán những thứ này. Sáu mươi tỷ một năm, năm ngàn võ giả, sắc mặt Phương Bình lại biến đổi, nói cách khác, một vị võ giả, một năm mới một trăm hai mươi vạn. Ngươi chọc ta, Lý Trấn ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng nói: "Trương Bộ trưởng, đừng quên, còn có một số trợ cấp, người nói là tiền lương cơ bản." "Đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất, trợ cấp cũng không ít, trợ cấp so với tiền lương cơ bản còn cao hơn một chút, một năm qua, đại khái cũng có 120 ức, cao hơn gấp đôi tiền lương." "Tính như vậy, đó chính là một năm chi 180 ức tiền tài." Người nuôi võ quả nhiên tiêu tiền, trước đó cũng chưa tính toán qua. Trương Đào cảm khái ngàn vạn, phương Bình vẻ mặt oán giận đừng có chọc ta, một năm là 360 vạn một võ giả. Hiện tại đá năng lượng cửu phẩm, chính phủ định giá tương đối cao, nhưng võ đại bên này đã bắt đầu hạ giá, 1 gram 60 vạn. Đá năng lượng 6 gram, một năm, hai tháng mới 1 gram, thấy Phương Bình oán giận, Trương Đào thản nhiên nói, đây chính là tiêu chuẩn chân chính, Phương Bình, ta cũng không có lừa ngươi. Võ an quân ngươi không cần phải để ý đến, cứ an bài chỗ ở cho bọn họ ở là được, dưới tình huống bình thường, bọn họ đều ở trong địa quật, Phương Bình thấy Lý Trấn cũng khẽ gật đầu, cao mày nói, chính phủ nghèo như vậy sao? Một người một năm mới sáu khắc, quân đội 10 vạn người, còn là quân đội cao cấp nhất, một năm cũng chỉ 1.200 cân. Tam bộ tứ phủ, 7 đội quân trực thuộc, cũng khoảng 20 vạn người, một năm 2.400 cân. Trương Đào thản nhiên nói, đây là trực thuộc quân đoàn, nhưng quân đội các nơi, rất nhiều. Hiện giờ, quân bộ lại bắt đầu khuyết trương chiêu mộ, không phải số lượng nhỏ, mở rộng chiêu mộ trăm vạn. Cộng thêm trăm vạn, 200 vạn quân đội lúc đầu. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này, một năm chính là 240 cân, 12 tấn cửu phẩm sinh năng thạch. Một năm, Trương Đào cảm khái nói, mà nguồn năng lượng dự trữ của chính phủ, hiện tại là 60 tấn, đổi thành đá năng lượng cửu phẩm. Phương Bình, người nghĩ lại một chút, chính phủ dự trữ chỉ đủ quân đội dùng 5 năm. Nhưng ngoại trừ quân đội, võ đại cũng cần phải cấp phát, phủ tổng đốc các nơi cần cấp phát. Dù sao tiền và tài nguyên vẫn không giống nhau, tạo tiền. Chúng ta có tạo nhiều hơn nữa cũng được, mấu chốt là tài nguyên không đủ. Dựa theo tiêu hao võ giả cả nước, cùng với hàng năm cấp phát, đừng nhìn 60 tấn hình như không ít, hiện tại tình huống này, 3 năm liền có thể tiêu xài. Chiến tranh chưa chắc sẽ có thu hoạch, một ít khoáng mạch có thể lấy đi ở ngoại vực, chúng ta đều lấy đi, còn lại đều rất khó lấy được. Đây là chi tiêu hàng ngày, chiến tranh cùng nhau, tiêu hao càng lớn, đánh trận chính là đánh tài nguyên, chiến tranh thường xuyên, 2 năm, nhiều nhất 2 năm liền hao tổn hết tài nguyên trương đào cười nói cho nên con số mà ta đưa ra này cũng không phải là bịa đặt cũng không phải keo kiệt thật sự chỉ có thể như thế không ít kỳ thật gần đây còn tăng lên đãi ngộ của mọi người nếu không trước kia càng ít hơn không có cách nào tình huống ở đây chúng ta phải dùng tiết kiệm bằng không đại chiến toàn diện đã đến chúng ta cũng không thể vừa chiến vừa cướp chứ vậy cũng quá không đáng tin cậy dù sao cũng phải để lại cho tương lai một chút ai cũng không rõ ràng tình huống tương lai như thế nào một chút chiến lược dự trữ không để lại, còn đánh thế nào được nữa. Lý Trấn thản nhiên nói, Trương Đào không nói dối, quả thực dự trữ không nhiều lắm, chỉ có thể như thế. Phương Bình liếc mắt nhìn mấy người, được rồi, ta đây là nói một câu, mấy vị này liền có chuyện chờ ta đây. Được, ta không nói. 5.000 võ an quân, một năm tiền lương là 60 cân đá năng lượng, ta xem như đã biết. Đây là bộ đội cao cấp nhất, thì ra ta nói trường học đánh bại ma vũ, thưởng 100 cân đá năng lượng thật sự hơi nhiều, khó trách những trường học kia hưng phấn như đánh máu gà. Ta đây là khoe của quá nhiều, bị theo dõi rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái, quá nhiều tiền, dầu ngang một nước, chính mình lần này trực tiếp đốt đi một phần ba dự trữ đá năng lượng của chính phủ, khó trách trương đào thiếu chút nữa tức hộp máu. Phương Bình cũng không tiếp lời, đừng nhìn ta, hiện tại ta cũng không có tiền. Đã xài hết rồi, hơn nữa, có tiền cũng không cho ngươi, nói sau đi. Ta là đến xem ngô khuê sơn, Kết quả tam đại tuyệt đỉnh làm cực kỳ dày đặc, đều ở đây chờ ta, làm gì vậy? Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, chửi bậy một trận, dùng mỗi lần nhìn thấy ta đều phải khóc lóc thảm thiết sao? Chương 775, vì ngươi, không tiếc hết thảy. Mọi người không nhiều lời về chuyện của Vương Khánh Hải, mà vũ trước mắt cũng quả thật cần trợ giúp. Mặc dù lão Trương tiện thể bán đi một phần Vũ An quân, nhưng đây cũng là nhu cầu cấp bách của Ma Vũ hiện tại. Phương Bình cũng không định cự tuyệt, xác định chuyện nhóm Võ An quân này Phương Bình rất nhanh nói tới chính đề ở Kinh Đô. Bộ trưởng, tình hình hiện tại của hiệu trưởng thế nào rồi? Khôi phục cũng không tệ lắm. Trương Đào cười nhạt nói, tuyệt đỉnh có lẽ hơi khó, nhưng nếu khôi phục thuận lợi, thực lực sẽ cường đại hơn trước đó một khoảng lớn, thực ra hiện tại không thành tuyệt đỉnh cũng là chuyện tốt. Đại khái còn cần bao lâu? Nhìn tình huống, tùy thời đều có thể. Phương Bình khẽ gật đầu, Trương Đào lại cười nói, thần binh cử phẩm của Ngô Khuê Sơn tự bạo, lần này khôi phục rồi, trong tay người còn có thần binh cửu phẩm, lời này vừa ra lý trấn cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng nói cái kia thần binh cũng không cần mỗi lần đều tự bảo mà vũ dùng thần binh cũng quá hao phí lý trường sinh tự bảo một lần ngô khuê sơn tự bảo hai lần đây đều là cửu phẩm thần binh chỉ riêng hai người này đã tự bảo ba thanh cửu phẩm thần binh rồi nói đến cái này phương bình mở miệng nói đây cũng là chuyện không có biện pháp thần binh cũng mất mạng đáng giá tự bảo thần binh giết nhiều vì cửu phẩm còn đáng giá dứt lời trong tay Phương Bình xuất hiện trọn vẹn 10 thanh bát phẩm thần binh. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên lấy ra nhiều thần binh như vậy, Trương Đào vô thức cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Phương Bình mở miệng nói, là như vậy, ba vị hiệu trưởng Quách Thánh Tuyền hiện tại đều dùng thần binh bát phẩm, ta lần này mang tới cùng. Chính là thanh thần binh trường đao bát phẩm trước đó của ta cũng bị đào thải, ngoài ra lần này ta cũng thu được 6 thanh thần binh bát phẩm ở địa quật. Phương Bình thở dài, hiện giờ bốn vị cửu phẩm đều không có cửu phẩm thần binh, ta suy nghĩ, dùng bát phẩm thần binh có thể hợp thành một ít cửu phẩm thần binh hay không? Bát phẩm thần binh, ta hiện tại còn có 10 thanh, thất phẩm cũng có một chút. Trần viện trưởng bọn họ, hiện tại cũng cần bát phẩm thần binh. Tóm lại, thần binh bên ma vũ có lỗ hổng khá lớn. Vừa vặn lần này tới kinh đô, ta muốn giải quyết sự tình cùng một chỗ. Hoặc là chính phủ có thần binh cửu phẩm hay không, ta có thể dùng thần binh khác để đổi, chịu chút thiệt thòi cũng không sao. Ba người hai mặt nhìn nhau, thật có tiền bát phẩm thần binh hiện tại đều ấn 10 thanh đến thế mà muốn dùng bát phẩm thần binh chế tạo cửu phẩm những đạo sư ma vũ này vừa đột phá phương bình liền bắt đầu giúp bọn họ chuẩn bị thần binh cấp bậc hiện tại trương đào thản nhiên nói lưu phá lỗ không phải còn có một thanh cửu phẩm thần binh sao hắn mới kim thân rèn một lần nhị đoán cũng chưa hoàn thành không bằng để hắn trước phương bình trực tiếp ngắt lời của hắn cười nói bộ trưởng ngài xem những thần binh bát phẩm này có thể đổi lấy thần binh cửu phẩm không hoặc là mấy vị ngài chịu khổ, giúp đỡ dung hợp một chút. Ba vị bộ trưởng của ba bộ tộc, thực lực mạnh mẽ, vừa vặn đều ở. Trương Đào nhìn hắn một cái, hơi có vẻ tiếc nuối. Bát phẩm thần binh, dung thành cửu phẩm thần binh, vậy cũng không tính tinh phẩm trong đó, có chút không trọn vẹn. Còn không bằng đưa 10 thanh thần binh cho 10 vị bát phẩm cảnh, như vậy càng có lời hơn, tính giá càng cao hơn. Nhưng Phương Bình nhất định phải làm như vậy, hắn cũng không có cách nào nói cái gì, suy nghĩ một chút mở miệng nói. 10 thanh bát phẩm thần binh, dung hợp mà nói, chỉ sợ không dung hợp được 4 thanh cửu phẩm thần binh, 3 thanh liền căng chết, hơn nữa còn muốn tăng thêm một chút tài liệu. Hắn nói xong, trước mặt Phương Bình đột nhiên xuất hiện ba cọc gỗ màu vàng thật lớn, mở miệng nói, đây là gốc đại quỳ hoa của yêu quỳ thành, nó là cường giả bản nguyên đạo cửu phẩm, nhưng mà đầu óc và tâm hạch đã vỡ vụn. Mặc dù như thế, cành cây của nó cũng cực kỳ quý giá, bộ trưởng, cộng thêm cái này, có thể chứ? Có thể, Trương đào nhìn thoáng qua, gật đầu nói, 10 thanh bát phẩm thần binh, cộng thêm cành cây của gốc quỳ hoa này, sắp xỉ đủ để dung hợp thành 3 thanh cửu phẩm thần binh. Vậy làm phiền ba vị bộ trưởng, 3 thanh cửu phẩm thần binh vẫn là không đủ, trừ phi chính phương Bình không cần, đem chính mình cho Ngô Khuê Sơn. 10 thanh bát phẩm thần binh, giá trị kỳ thật cực cao, tiếp cận 5000 ức, cửu phẩm thần binh đánh giá giá trị cũng chỉ chừng 1000 ức một thanh, dung hợp kỳ thật là không có lời. Nhưng cửu phẩm yêu tộc khó giết, Phương Bình cũng không gặp được bao nhiêu Trước đó đám lý lão đầu đã chém giết một gốc yêu thực, kết quả không để lại bất cứ thứ gì, trong tình huống đó, bọn họ cũng không có cách nào lấy được thi thể của yêu thực. Nói như vậy, còn thiếu một thanh, bát phẩm thần binh khác kỳ thật tốt nhất còn phải lưu lại ba thanh. Hắn vừa nói như vậy, Trương Đào cười nhạt nói, lưu lại ba thanh, vậy còn lại bảy thanh cùng gốc quỳ hoa này, ngược lại là có thể chế tạo ra hai thanh cửu phẩm thần binh tương đối mạnh mẽ. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, bộ trưởng, chính phủ bên này có cửu phẩm thần binh sao? Trương Đào trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ở Địa Quật Kinh Đô, lần này chém giết một con yêu thú, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, ngược lại có thể dùng để chế tạo cửu phẩm thần binh, bất quá. Bộ trưởng cứ ra giá là được, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, khẩu khí rất lớn nha. 20 thanh thất phẩm thần binh để đổi đi. Không thành vấn đề, 40 thanh thất phẩm thần binh, bộ trưởng đổi cho ta hai thanh, thế nào? Trước đó ở cấm khu, Phương Bình thu hoạch được thần binh thất phẩm, cũng chỉ hơn 40 thanh lần này lại đưa ra mấy thanh, cường giả tinh huyết hợp nhất cảnh, hiện tại cũng có thể dùng thần binh, mấy vị chu thạch bình mới tấn cấp thất phẩm này, trước đó đã cho, có thần binh nơi tay, cũng không cần cho nữa. 40 thanh thất phẩm đổi hai thanh cửu phẩm, trương đào ngược lại là nghĩ, bất quá vẫn là kém một thanh, đồ chơi này không có hàng tồn, đều là lấy được lập tức phân phát xuống dưới, để cho người ta tăng lên chiến lược đến dùng. Suy nghĩ một hồi, trường đào bỗng nhiên ho khan một tiếng nói, Lý chấn. Ngươi đi lấy một thanh thần binh cửu phẩm tới đây. Đúng rồi, năm đó ngươi đột phá, thanh thần binh cửu phẩm này cho ai? Hiện tại muốn trở về, mà Vũ lập tức sẽ đại chiến, ngươi cũng là dùng kiếm, vừa vặn cho Ngô Khuê Sơn dùng. Thanh thần binh kia của ngươi, ngươi ẩn dưỡng nhiều năm, cho Ngô Khuê Sơn dùng vừa vặn. Lý Trấn có chút mờ mịt, "Ta, ta cho lý ra, bây giờ ngươi muốn ta lấy về sao? Ngươi làm việc như vậy đấy à? Sao ta lại không biết xấu hổ đi nhận chứ?" Hắn mặc dù đã sớm rời khỏi Trấn Tinh Thành, nhưng hắn từ nhỏ tu luyện, Lý Gia ủng hộ hắn không ít, hắn đến tuyệt đỉnh cảnh, dùng thần binh ẩn chứa một ít ý chí cùng bản nguyên tuyệt đỉnh, coi như là bảo vật. Lý Gia trợ giúp không nhỏ, hắn tự nhiên đưa cho người Lý Gia. Hiện tại tốt rồi, Trương Đào lại bảo hắn đi đòi trở về. Lý Trấn ta không biết xấu hổ sao? Sau này còn không biết xấu hổ tìm người Lý Gia mở miệng sao? Trương Đào mặc kệ hắn, cười nói Trấn Tinh Thành có thần binh cửu phẩm còn thừa người cầm về cũng không có gì, mau chóng muốn trở về. Lần này Phương Bình cũng cho quân bộ không ít tài nguyên, 2.000 cân đá năng lượng, trước đó trả lại cho tinh lạc quân một ít đá năng lượng. Điền mục của quân bộ, lấy cửu phẩm thần binh cũng là Phương Bình cho, hiện tại cần, muốn người trả giá một chút, không thành vấn đề chứ. Lý Trấn nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói, được. Nam Vân Nguyệt ở bên cạnh liếc hắn một cái, có chút không nói nên lời, có phải ngươi quên nói cái gì hay không? Phương Bình cũng cảm thấy Lý Trấn quên nói cái gì, ta là lấy thần binh để đổi, không phải là lấy không. 20 thanh thần binh thất phẩm, từ giá trị mà nói, vượt qua một thanh thần binh cử phẩm. Ta cũng không phải muốn uổng phí, ngươi không nhắc tới, là quên hay không nhớ ra. Trương Đào quay đầu sẽ cho hắn sao? Được rồi, việc này không có quan hệ gì với mình, Phương Bình cảm thấy mình là giao dịch công bằng, cái này không tính là nợ nhân tình, 40 thanh thần binh thất phẩm đổi hai thanh cửu phẩm, kỳ thật hắn thua lỗ mới đúng. Mặc kệ, lão trương ít nhiều sẽ cho hắn một ít ga. À. Phương Bình không có lại quản cái này, bởi như vậy, bốn vị cửu phẩm cảnh cường giả thần binh giải quyết xong, ba vị vạn đạo hợp nhất thần binh cũng giải quyết xong. Mặc dù thần binh trong tay hắn cũng đã tiêu hết, nhưng cũng đáng giá. Cửu phẩm cường giả có thêm cửu phẩm thần binh, thời khắc mấu chốt cho dù cầm tới tự bạo, đó cũng là có tác dụng lớn. Phương Bình cũng dứt khoát, trực tiếp giao bảy thanh bát phẩm thần binh cùng 40 thanh thất phẩm thần binh, bao gồm cả đại quỳ hoa cho Trương Đào về phần ba thanh bát phẩm thần binh còn lại, để lại cho mấy người trần trấn hoa là được. Nói xong việc này, Lý Trấn cũng mặc kệ trương đào, mở miệng nói, lần này ma võ phản công, Phương Bình ngươi tính toán như thế nào. Nói xong, bổ sung, hôm nay, cử phẩm có thể điều động, chỉ có 43 vị trên bảng danh sách, chúng ta tuyệt đỉnh không tính ở trong đó, bao gồm một ít cử phẩm trấn tinh thành, hiện tại cũng có thể điều động ra. Trừ bốn vị ma vũ, cùng với cử phẩm khác của địa quật trấn giữ, tử cấm địa quật cũng cần, dù sao còn có yêu tộc ở trong đó. Còn có 16 vị cử phẩm có thể điều động ra. Nhưng 16 vị này, Tây Sơn địa quật bên kia, chúng ta chuẩn bị an bài 3 đến 5 người. Tây Cương địa quật, chỉ sợ phải càng nhiều mới được. Lý Trấn nghiêm túc nói, Tây Cương địa quật, vì dụ dỗ trương vệ vũ tiến vào, vì đánh chết trương vệ vũ, nhân thủ bọn họ điều động sẽ không ít. Chứ đừng nói là trong đó còn có một vị cường giả đỉnh cấp trong bản nguyên đạo. Như vậy, cộng thêm trương vệ vũ, ít nhất cũng phải chuẩn bị 5 người mới được. Cho nên chân chính có thể điều đến cửu phẩm ma đô, tối đa 5 người, còn phải giữ lại mấy vị võ giả cửu phẩm cảnh, tùy thời trợ giúp các phương. Lý Trấn dứt lời, tiếp tục nói, bên ma vỗ các ngươi, nếu như ngô khuê sơn tỉnh lại, vậy thì là bốn vị cửu phẩm, lại thêm điều động khoảng 5 vị, chỉ sợ cũng có thể chiêu mộ 9 vị cửu phẩm võ giả, mà đối diện 18 vị cửu phẩm. Một trọi hai, kỳ thật vẫn có hy vọng chống lại. Nhưng đánh giết, đánh bại, gần như không có hy vọng, nhưng ma vũ có biến số, Lý Trường Sinh cũng có thể so với cửu phẩm đỉnh cấp, Phương Bình cũng có thể xem như cửu phẩm. Tính ra, thật ra là 11 vs 18, thấy Phương Bình hình như muốn nói chuyện, Trương Đào bỗng nhiên thản nhiên nói, không cần nói không cần. Đây không phải trò đùa, ngươi nguyện ý lấy mạng người ma vũ đi mạo hiểm, đó là chuyện của ngươi. Nhưng cuộc chiến ma đô, liên quan đến đại cục, cũng không thể mặc cho ngươi làm ẩu. Ngươi thật sự trông cậy vào việc phản công bằng ma võ chứ? Người thật sự cảm thấy 18 vị cường giả cửu phẩm đối diện đều là bùn nhão, người vừa chọc đã phá. Chúng ta nói cửu phẩm ngoại vực của địa quật không được, đó là thành lập dưới tình huống không liều mạng, bọn họ chiếm cứ ưu thế, cho nên dưới tình huống bình thường không muốn liều mạng. Một khi liều mạng, đến cảnh giới cửu phẩm, thật sự có mấy kẻ yếu. 18 vị cảnh giới cửu phẩm, một khi liều mạng, chỉ bằng chút thực lực này của ma vũ các ngươi, một trận chiến có thể đánh cho không còn. 5 vị cảnh giới cửu phẩm, người có thể tự mình chọn lựa. Nhưng có một số người không thể đi qua, tự ngươi xem rồi xử lý. Phương Bình trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Ngô Trấn Thủ, Điền Mục Tư lệnh, Vương Bộ trưởng, Trần Diệu Tổ tiền bối, Trần Thất tiền bối, năm vị này là đủ rồi. Mọi người nghe được hắn báo tên, hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo lại hiểu rõ. Ngô Xuyên, Điền Mục đến từ Ma Vũ, tự nhiên sẽ xuất ra tử lực. Hai vị cửu phẩm Trần gia đều là Phương Bình cứu về, có thể nói là thiếu Phương Bình một mạng. Về phần bộ trưởng vương, nếu như gặp đúng dịp, lúc này đi ma vũ, vậy Phương Bình vừa vặn điểm đến hắn cũng không kỳ quái. trương đào chậm rãi nói, chỉ năm người này, người phải biết rằng, vương Khánh Hải vừa đột phá không lâu, điền mục kỳ thật cũng thế, người có thể lại chọn hai vị võ giả cửu phẩm mạnh hơn một chút. Phương Bình lắc đầu nói, không cần, ngô chấn thủ và tiền bối trần diệu tổ đều là cường giả đỉnh cấp trong cửu phẩm, vậy là đủ rồi. Nếu như hiệu trưởng thanh tỉnh, ba người bọn họ, lấy một địch hai, ta nói là cường giả bản nguyên đạo, đều có thể chiến thắng. Cộng thêm thầy Lý, bảy vị bản nguyên đạo bên này, bốn người chúng ta bên này có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn lại 11 vị cửu phẩm, ba vị lão sư quách thánh tuyển cùng Trần Thất Tiền Bối cũng đều là võ giả bản nguyên đạo, một đối hai không nói đánh chết, cuốn lấy đối phương vấn đề không lớn. Điền Sư Huynh và Vương Bộ trưởng chỉ cần ngăn cản ba vị cử phẩm còn lại là đủ rồi. Phương Bình cười nói, như vậy, mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn chiến thắng những người này, nhưng chúng ta cuốn lấy bọn họ, dư giả. 18 vị cửu phẩm, không đủ gây sợ, mà ta, còn có thể không ra tay, chỉ cần ta cấp tốc đánh chết những võ giả thất bát phẩm kia, diệt sát toàn bộ bọn họ. Sau đó lại trợ giúp chư vị lão sư, tuyệt đối có thể chém giết đại lượng cường giả cửu phẩm. Phương Bình cắn răng nói, lần này, ta muốn đánh diệt quật chi chiến. Bất quá ba vị bộ trưởng cũng đều biết, một khi cửu phẩm vẫn là quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến chân vương tức giận, khi đó cũng không phải là ma vũ có thể khống chế. Cho nên trong mắt ta, ma vũ phản công một trận, thật ra ngoại vực không phải mấu chốt, mấu chốt là những chân vương ở ngự hải sơn. Phương Bình hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút lại nói, lúc này đây. Hai vị chân vương chỉ sợ sẽ áp chế không nổi, trực tiếp tiến vào ngoại vực cũng là có khả năng. Dù sao ta không chỉ nghĩ đến muốn đánh chết những cường giả này, còn có đại lượng kẻ yếu. Hiện giờ võ giả trung phẩm của Ma Vũ đã vượt qua 4.000 người, nếu cộng thêm 5.000 người của võ an quân, trong đó cảnh giới trung phẩm cũng có khoảng 1 phần 3, vậy võ giả trung phẩm đã gần 6.000 người rồi. Lấy 6.000 võ giả trung phẩm làm đại quân, trực tiếp quét ngang các thành, ta nghĩ lần này trực tiếp tiêu diệt ma đô địa quật, cho dù không cách nào tiêu diệt hoàn toàn, hy vọng phía trước thành ngàn dặm, ta cũng không muốn nhìn thấy có thành chỉ địa quật tồn tại. Mấy người trương đào lướt nhau, Lý Trấn nhìn trương đào, hai người đã thương lượng xong rồi chứ. Tiểu tử này muốn đánh diệt chiến quật, người còn lo lắng hắn dẫn không ra chân vương xuất thủ bọn hắn kỳ thật không ngờ tới phương bình chuẩn bị đánh diệt quật chi chiến còn tưởng rằng mục tiêu lần này của người này là phản công trở về cầm lại hy vọng thành cùng ma thành hiện tại thì hay rồi phương bình căn bản không có cân nhắc những thứ này hắn chính là muốn tiêu diệt ma đô địa quật trận chiến trong một hang trương đào trong lúc nhất thời có chút nhức đầu việc này có chút phiền phước a à, nếu làm như vậy chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn một chút so với dự đoán của hắn Ngoại vực nhiều như vậy, tiêu diệt tử cấm địa quật, lần trước cũng suýt chút nữa hủy diệt thiên nam địa quật, hiện tại càng muốn trực tiếp tiêu diệt ma đô địa quật, những chân vương kia còn có thể không phát cuồng sao. Phương Bình thấy bọn hắn trầm ngâm, thở dài nói, nếu như chính phủ cảm thấy áp lực quá lớn, vậy thì không đánh diệt quật chi chiến, chúng ta đoạt lại hy vọng thành cùng ma thành, lần nữa đứng vững gót chân cũng được. Trương đào thở dài, trận chiến diệt quật, sự tình có thể tương đối phức tạp. Phương Bình, một quật bị diệt, cái này cùng tử cấm, thiên nam vẫn là bất đồng, hai đại địa quật kia, nói là diệt quật chi chiến, kỳ thật cũng không phải chủ động, mà là bị động. Song phương đàm phán xong, sinh tử có số, thật ra là không mang tính ngoài ý muốn, mà lần này phản công, hiển nhiên sẽ không đi đàm phán, đó chính là nhân loại chủ động đi diệt một quật, khơi màu đại chiến. Kể từ đó, chỉ sợ địa quật chân vương sẽ không dễ dàng tha thứ. Phương Bình giấy ruộng nói, quên đi, chúng ta tận lực sát thương một số người, làm suy yếu thực lực của nam thất vực trương đào lộ vẻ do dự một lát sau bỗng nhiên thở dài thôi thôi ngươi luôn cảm thấy ta không đủ ủng hộ đối với ma vũ vậy lần này nếu ngươi muốn làm như vậy vậy thì liều mình theo quân tử ta dùng vận mệnh của hoa quốc đánh cược một lần trương đào sắc mặt nghiêm túc ngay sau đó vô cùng trang trọng nói đây là lần đầu tiên nhân loại chủ động khởi xướng chiến dịch như vậy hôm nay đại chiến sắp tới nếu địa quật sớm muộn phải đại chiến vậy thì cùng bọn họ chiến đấu phương bình nếu quả thật dụ dỗ nhiều vị chân vương nhập cảnh, vậy thì chiến đến cùng. Lý Trấn, đi thông báo 12 vị tuyệt đỉnh cảnh trấn tinh thành, lần này, chiến. Nói cho nam đại thánh địa khác, nếu như địa quật chân vương xâm lấn, lần này chính là đại quyết chiến của nhân loại. Sớm muộn cũng phải đến, nếu địa quật chân vương không muốn tuân thủ quy củ, vậy đại biểu nhân loại đã tràn ngập nguy cơ, chiến đấu đi. Lần này, trên đỉnh cao nhất toàn cầu, đều chuẩn bị tốt cho đại chiến, đối phương dám can đảm xâm lấn, chiến đấu đến cùng, dù là vẫn lạc. Trương Đào ngữ khí nghiêm túc, Phương Bình thì là ngốc trệ một chút. Có cần thiết không, nếu áp lực lớn, ta liền ước lượng làm xong, kết quả ta cũng không nói nhất định phải làm như vậy, người ngược lại tốt, trực tiếp phải thông báo cho đỉnh cao toàn cầu, chuẩn bị đến một lần đại quyết chiến. Bộ trưởng, không cần nói nữa, Trương Đào vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Phương Bình, hòa ái nói, người cố có một cái chết. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, ngươi cứ việc dựa theo ý nghĩ của ngươi, Chiến đấu mà thôi, sống đến tuổi này của chúng ta cũng nhìn thoáng ra. Yên tâm, chỉ cần địa quật chân vương dám xâm lấn, vậy tử chiến đến cùng. Lần này, dù có 30, 50 vị chân vương đến, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ kẻ nào. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, toàn lực ứng phó, không tiếc. Trương Đào kiên định, quát thông báo cho các bộ quân, chuẩn bị khai chiến toàn diện. Cùng lắm thì bùng nổ cuộc chiến giữa hai giới. Bộ trưởng, không cần phải nói Trương Đào lần nữa cắt đứt lời nói của Phương Bình, trầm giọng nói, không có gì, phải chết, chúng ta là người đầu tiên chết trận, chúng ta chết sạch, vậy cũng không bảo vệ được các ngươi. Nhưng chỉ cần chúng ta không chết, địa quật chân vương đừng nghĩ vào ngoại vực một bước. Máu ta, chúng ta cũng có. Những ngày như vậy, chúng ta cũng chịu đủ rồi, nếu Phương Bình ngươi không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta còn sợ sao? Chiến đến nghiêng trời lệch đất, Phương Bình trợn mắt há hốc mồm, lão Trương có phải quá xúc động rồi hay không? cái này không phải còn đang thương lượng sao ngươi sắp phải bộc phát trận chiến toàn diện giữa hai giới rồi có cần thiết không lúc này bộc phát chiến tranh toàn diện nhân loại còn chưa triệt để chuẩn bị tốt thực lực tích tụ cũng không đủ thật sự tốt sao bộ trưởng hay là lại thương lượng một chút ta cảm thấy thật có khả năng dẫn đến cuộc chiến hai giới bùng nổ vậy chúng ta không đánh lớn như vậy diệt sát ba năm vị cửu phẩm đoạt lại thành hy vọng và thành ma là được vậy không được trương đào quát lên người muốn báo thù cho ma vũ ma vũ cũng trên dưới một lòng muốn rửa sạch sỉ nhục việc này hoa quốc nhất định toàn lực ứng phó ủng hộ các ngươi đi làm nếu như võ giả ngay cả báo thù rửa hận cũng không dám có thể giết mà không giết chẳng phải là biệt khuất sao tuyệt đình đã đủ uất ức còn có thể để cho thế hệ mới và chúng ta bị người khác chế ngự muốn làm vậy thì làm phương bình trận chiến này toàn lực ứng phó không cần nương tay có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu có thể diệt quật liền diệt quật, hết thảy hậu quả, chúng ta gánh chịu. Trương Đào nói hiên ngang lẫm liệt, ngôn từ chính nghĩa. Lý Trấn và Nam Vân Nguyệt ở bên cạnh nhìn nhau lần nữa, chúng ta nên nói như thế nào đây? Tiểu tử Phương Bình này, hiện tại nghĩ như thế nào? Phương Bình có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc với sự kiên định của Trương Đào. Vị này vẫn luôn sợ mình gây ra phiền toái lớn, trước đó hơn 10 vị chân vương truy sát, khiến vị này cảm thấy mình gây chuyện quá lớn. Hắn vốn tưởng rằng, mình nói ra có thể sẽ khiến chân vương khai chiến trương đào sẽ thay đổi kế hoạch của mình ai biết hắn không những không cự tuyệt ngược lại toàn lực ủng hộ thậm chí nói ra không tiếc bạo phát chiến tranh toàn diện hai giới thiệt hay giả vậy chẳng lẽ lão trương cảm thấy lúc trước mình thua thiệt ma vũ lần này nghĩ thông suốt toàn lực ủng hộ ma vũ thế nhưng có cần thiết không ta không muốn lúc này lại dẫn phát cuộc chiến giữa hai giới phương bình lại không ngốc có thể đánh thì đánh không thể đánh tuy rằng biệt khuất nhưng giết một số người, đoạt lại địa quật ma đô cũng đủ rồi. Bộ trưởng, thật sự không tiếc bộc phát cuộc chiến giữa hai giới cũng muốn đánh. Đương nhiên, Trương Đào lạnh nhạt nói, có thể đánh vì sao mà không đánh, Phương Bình ngươi bị địa quật truy nã, 108 vực đều muốn giết ngươi, bọn hắn đã dám làm như vậy, ngươi vì sao không thể giết trở về. Nhân loại là yếu thế, nhưng nhân loại còn chưa quỳ xuống. Chúng ta còn sống, còn chưa tới mức quỳ xuống cầu sinh. Không đánh, vậy ngược lại để cho địa quật khinh thường chúng ta cùng lắm thì chết phương bình muốn lắc đầu lão trương bị làm sao vậy phương bình nghĩ vậy lại có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái sau một lúc lâu mới nói bộ trưởng ngài có kế hoạch gì trương đào biến sắc nghiêm túc nói kế hoạch kế hoạch chính là nhân loại muốn thắng chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ toàn bộ ma vũ cùng với nhiều vị cường giả cửu phẩm thật đến lúc đó các ngươi khai chiến địa quật chân vương giết vào ta cho phép các ngươi đầu hàng nếu như chúng ta không ngăn được chân vương, các người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khi đó các người đầu hàng, vậy cũng là nên làm. Ta đã nói rồi, trừ phi chúng ta chết trận ở ngự hải sơn, bằng không ngoại vực không có chân vương, đây là luật thép. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hồi lâu, Phương Bình trầm giọng nói, ta biết rồi, đa tạ bộ trưởng ủng hộ. Muốn thắng, Trương Đào nói lời thấm thía, nhẹ giọng nói thắng, đó mới là hồi báo tốt nhất. Còn nữa, tận lực chết ít một số người, chúng ta những người này ở ngự hải sơn bảo vệ đạo phòng tuyến thứ nhất chính là vì để cho nhân loại chết hít một ít cũng không phải là để cho các ngươi thật sự toi mạng phương bình trịnh trọng gật đầu nghiêm túc nói tuyệt đối sẽ không trận chiến này có ta ở đây người chết chỉ có võ giả địa quật vậy là tốt rồi trương đào nở nụ cười cười thoải mái không thèm để ý trận chiến tuyệt đỉnh có thể bùng nổ tiếp theo phương bình nhất thời có chút tư vị nói không nên lời ta một mực muốn tiêu diệt võ giả của ma đô địa quật thật đúng không Người khác có thể nhịn, chẳng lẽ ma vũ không thể nhịn? Phương Bình ta không thể nhịn, cần gì phải gây ra đại chiến giữa hai giới? Phương Bình trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, có lẽ ta nên thu liếm một chút, đoạt lấy thành hy vọng cùng ma thành liền đình chỉ chiến tranh. chương 776, kẻ ngu si, trong đại sảnh, Phương Bình đại khái cùng mấy vị tuyệt đỉnh xác định một chút chuyện phản công. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nói, Bộ trưởng, lần này nếu như địa quật chân vương thật sự ra tay, Vậy thì ra tay là được rồi." Trương Đào lạnh nhạt nói, đã có chuẩn bị như vậy, không sợ địch nhân ra tay. Trương Đào nói xong, lại cười nhạt nói, vốn là sinh tử đại thù, yên tâm, kỳ thật cùng Ma Vũ quan hệ không lớn, là chúng ta không thể chịu đựng được. "Ngươi không cần để ý, thật sự bạo phát đại chiến. Các ngươi chuẩn bị rút lui đi." Dứt lời, Trương Đào nhìn về phía Nam Vân Nguyệt, hỏi "Thật sự đến thời khắc cuối cùng, ngươi vừa đột phá đỉnh cao không lâu, ngươi ra khỏi địa quật mang theo mọi người thoát khỏi địa cầu, có thể sống một người tính một người. Những ngày như vậy, dày vò vô cùng, có kết quả, có lẽ cũng là giải thoát cho ngươi và ta. Trương Đào lần nữa thoải mái cười thoải mái, nhìn về phía Phương Bình nói, tốt rồi, không có quan hệ gì với ngươi, vừa đúng lúc gặp nhau mà thôi, đã sớm nhìn những tên kia khó chịu rồi. Lần này, không giết long trời lở đất, tuyệt đối không bỏ qua. Phương Bình có chút xoắn suýt, sau một lúc lâu mới nói, nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì cả, trương đào bỗng nhiên quát lên cường giả bát phẩm không quả quyết như thế nên làm thế nào thì làm thế đó chúng ta cũng là võ giả tuyệt đỉnh cảnh sao lại không biết hậu quả tất cả đều do chúng ta quyết định phương bình thở dài một tiếng muốn nói chút gì đó nhưng lại không phản bác được lại qua một hồi phương bình bỗng nhiên nói bộ trưởng vật chất bất diệt có thể trợ giúp tuyệt đỉnh cảnh cấp tốc khôi phục chiến lược sao trương đào mặt không đổi sắc lý trấn và nam vân nguyệt cũng đều bảo trì sắc mặt không thay đổi trong lòng lại cảm khái choáng váng. Tiểu tử, người thật sự quá non nớt, cái này liền bị lừa ngốc rồi, bây giờ lại bị cảm động, chuẩn bị xuất huyết nhiều. Đang lúc hai người nghĩ ngợi, Trương Đào cười nói, không cần, chúng ta giàu gì cũng là võ giả tuyệt đỉnh cảnh, vật chất bất diệt vẫn phải có. Huống chi thật sự đến lúc đó, chiến đấu kịch liệt, chưa chắc cần dùng đến. Một khi trọng thương, ngã xuống cũng nhanh, chưa hẳn kịp. Tiểu tử, không cần suy xét chúng ta, bất diệt vật chất dù sao cũng có hạn, chúng ta thật sự phải chết trận nếu ngươi không cùng nam vân nguyệt rút lui nếu không thì tìm một chỗ trốn sớm ngày tấn cấp tuyệt đỉnh có hy vọng vậy thì phản công không có hy vọng vậy tìm một chỗ sống sót sống sót mới có hy vọng trương đào không muốn lời này vừa ra hai người lý trấn đầu tiên là ngoài ý muốn tiếp theo có chút đồng tình phương bình ngươi đừng đưa nữa ngươi đưa đồ tặng đồ còn phải cảm tạ trương đào ra hỏa này lạt mềm buộc chặt phương bình nghe vậy trong tay đã xuất hiện một đoàn vật chất bất diệt kim đoàn vô cùng to lớn, ánh mắt trương đào cũng sắp hoa cả rồi, hắn muốn nuốt nước miếng. Rốt cuộc tiểu tử này bị làm sao? Nơi này có bao nhiêu? Vạn nguyên, không chỉ vậy đâu, ít nhất cũng phải ba vạn nguyên bất diệt vật chất, thế này cũng quá nhiều rồi. Trương đào đang nghĩ ngợi, Phương Bình bỗng nhiên nói, thì ra tuyệt đỉnh đã không cần dùng đến nữa sao? Quên đi, bộ trưởng, ngài ngàn vạn lần cẩn thận, những vật chất bất diệt này vừa vạn ma vũ phải dùng tới trận chiến này, trở về cho đám người ma vũ là được. Phương Bình một mặt tiếc nuối, nếu đã vô dụng đối với tuyệt đỉnh, vậy ta sẽ không tiến. Ta đi trước, sắc mặt trương đào có chút cứng ngắc, ngươi thật sự nghĩ như vậy, hay là cố ý. Nếu ngươi không đưa, thì đừng lấy ra. Phương Bình không cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức nói, vậy ta đi xem hiệu trưởng, bộ trưởng, ta đi trước. Bỏ lại lời này, Phương Bình cùng Lý Trấn chào hỏi một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi, trong đại sảnh yên tĩnh một lát, ngay sau đó, Lý Trấn liền cười nhạo một tiếng nói, ngu ngốc. Để ngươi làm, Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt khinh thường, lần này chơi vui rồi chứ? Không tiến, chính ngươi không muốn, Trương Đào liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên nói, hiểu cái gì? Ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm chút vật chất bất diệt kia sao? Ta là vì vật chất bất diệt mà chiến sao? Ha ha, hai người lại cười nhạo nhau. Vật chất bất diệt, hoặc là nói lực phá diệt đây là một loại lực lượng cho dù đến tuyệt đỉnh cảnh cũng sẽ sử dụng. Bồn nguyên đạo cũng không phải năng lượng mang tính chiến đấu, mà là dùng để phóng đại. Tuyệt đỉnh yếu nhất, 20 vạn thẻ khí huyết cơ sở, phóng đại gấp đôi, chiến lực cao tới 40 vạn thẻ, lại cường đại gấp đôi tuyệt đỉnh, đó chính là 80 vạn thẻ. Đây chính là đỉnh cao nhất của sự yếu kém, nhưng bản nguyên đạo phóng đại là lực lượng khí huyết, lực lượng phá diệt thì không bị bản nguyên đạo ảnh hưởng. Cường giả tuyệt đỉnh cảnh, lực lượng phá diệt kỳ thật không cường đại như Phương Bình tưởng tượng. Cái gì mà lực lượng phá diệt ngàn nguyên, đó là không tồn tại. Sức mạnh phá diệt của một nguyên, có thể so với 5.000 thẻ cường độ khí huyết, sức mạnh phá diệt 1.000 nguyên, vậy thì có thể so với sức mạnh khí huyết 500 vạn thẻ. Trên thực tế, đỉnh cao nhất, lực phá diệt đại khái cũng chỉ có khoảng 200 tệ, bộc phát sức mạnh lực lượng khí huyết trăm vạn thẻ. Nói cách khác, tuyệt đỉnh cảnh dùng khí huyết chi lực chiến đấu, yếu nhất có thể đạt tới trình độ cửu phẩm 80 vạn thẻ, dùng lực lượng phá diệt, không cần bản nguyên đạo tăng phúc, cũng có cường độ trăm vạn thẻ khí huyết. Đây chính là tuyệt đỉnh, đám người trương đào này, phải mạnh mẽ một chút, nhưng bản thân lực lượng phá diệt hạn mức cao nhất, cũng xa xa không đạt tới trình độ 1.000 nguyên. Phương Bình tiện tay lấy ra một đoàn vật chất bất diệt khoảng chừng 3 vạn đồng, mặc dù dùng ở trên người tuyệt đỉnh, hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng cũng đủ để bọn họ dùng rất lâu, bị thương mấy chục lần cũng có thể nhanh chóng khôi phục đúng vậy cũng chỉ có chút vật chất bất diệt như vậy người cũng sẽ không quan tâm nam vân nguyệt cười nhạo một tiếng sau đó hơi nhíu mày nói rốt cuộc tình huống của hắn như thế nào vật chất bất diệt vô hạn loại mà dùng không hết lần trước ở tử cấm địa quật hắn đã dùng một lượng lớn vật chất bất diệt trận chiến ở thiên môn trước đó hắn cũng như vậy xem ra lần này ma vũ phản công hắn lại chuẩn bị lượng lớn vật chất bất diệt nhưng thứ này không phải từ hư không mà tới trương đào Người phát hiện cái gì sao? Trương Đào sờ lên cầm, lẩm bẩm nói ta suy nghĩ chính là điểm này, vật chất bất diệt, đó là võ giả tu luyện sinh ra, sẽ không tự nhiên xuất hiện. Cho dù hắn là võ giả phục sinh, đó cũng là có hạn. Đương nhiên, không loại trừ khả năng kiếp trước hắn thật sự rất mạnh, tồn chữ lượng lớn vật chất bất diệt, lưu lại. Còn nữa, chuyện giới vực các người cũng biết, cái gọi là hồ bất diệt của giới vực. Thật ra cũng không tính là hồ nước gì, nếu thật sự đánh cướp bất diệt hồ một giới vực, chỉ sở cũng chỉ có 200.000 vật chất bất diệt, có lẽ sẽ hơi nhiều một chút. Nhưng những hồ nước kia, ta hoài nghi là năm đó tập hợp lực lượng toàn tông, để những võ giả bát phẩm trở lên kia cung cấp. Cộng thêm năm đó tông phái không có chiến sự, bọn họ cũng tổn trữ rất nhiều, cùng với những năm gần đây, ở trong bất diệt hồ có khả năng có người đang tu luyện, sinh ra mới chế tạo nhiều vật chất bất diệt như vậy. Mà Phương Bình, vật chất bất diệt của hắn, nếu không phải thông qua giới vực đến, nếu không phải là kiếp trước tổn trữ, nếu không thì chính là cái gì? Hai người đều có chút nghi hoặc, Phương Bình lấy ra thật sự quá nhiều, đây không phải là một chút xíu. Chưa nói đến ba vạn tệ vừa rồi, Trương Đào biết nhiều hơn hai người Nam Vân Nguyệt. Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Lý Trường Sinh, những người này đều lấy được lượng lớn vật chất bất diệt. Cùng với ba vị cửu phẩm mới của Ma Vũ, đều là lấy được lượng lớn vật chất bất diệt từ chỗ Phương Bình. Trận chiến tử cấm lần trước, trận chiến thiên môn, tính ra, vật chất bất diệt Phương Bình lấy ra từ trước đến sau, chỉ sợ cũng có 10 vạn. Một bất diệt hồ giới vực đại khái là như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đánh cướp bất diệt hồ của một giới vực chi địa. Nghe hai người hỏi, Trương Đào cười nhạt nói, nếu không phải hắn có phương pháp, đem một vài thứ chuyển đổi thành vật chất bất diệt. Vật chất bất diệt kỳ thật là tinh thần lực và khí huyết chi lực, bao gồm kim thân chi lực giao thoa mà hình thành một loại sản vật đặc thù. Thật ra, nơi phát ra vẫn là khí huyết chi lực và tinh thần lực. Nếu như hắn có thể đem khí huyết lực cùng tinh thần lực của mình nhanh chóng tiến hành chuyển đổi, cũng có thể sinh ra đại lượng vật chất bất diệt. Làm sao có thể, Lý Trấn Cao mày nói, cho dù là chúng ta, cũng không thể làm được điều này. Chúng ta là chúng ta, hắn khó nói, Trương Đào cười cười, Lý Trấn lần nữa cao mày nói, trừ phi cảnh giới hoàng giả không sai biệt lắm. Chúng ta không biết cường giả cảnh giới hoàng giả mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bọn họ có lẽ có một ít năng lực cùng thủ đoạn đặc thù. Ngươi sẽ không nói, thật ra Phương Bình là hoàng giả phục sinh chứ. Nhưng từ xưa đến nay, Cường giả hoàng giả cảnh là có tính toán. Yêu hoàng của địa quật, thế giới nhân loại bên này, chúng ta không phải quá rõ ràng, một ít lịch sử đều mất đi, nhưng nhân loại cho dù có cường giả hoàng giả cảnh sinh ra, năm ba vị cũng là đến đỉnh rồi. Phương Bình chẳng lẽ là chuyển thế của những người này? Hoàng giả, chẳng lẽ ngay cả cường giả thượng cổ cũng muốn nhúng tay vào sao? Lý Trấn nghiêm túc nói, thời đại tân võ, phong vân hội tụ. Một số nhân vật đã ngã xuống, đều muốn đến xen vào chúng ta như thế địa quật đâu yêu hoàng ở đâu ma đế ở đâu thời kỳ thượng cổ hoàng giả nhân loại ở đâu nhị vương đã khôi phục những người khác đâu trận chiến ở vương chiến chi địa năm đó còn có người muốn sống lại sao đám người giới vực chi địa kia đâu rồi lý trấn nói xong có chút phẫn nộ nói những người này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì đem tai họa để lại cho con cháu hậu thế đây là cố ý hay là vô tình hiện tại từng cái từng cái khôi phục, khôi phục ngược lại là đi ra ha. Nhìn không thấy bóng người, để chúng ta đi đoán, những người này thật sự chung một lòng với chúng ta sao? Có lẽ bọn hắn căn bản không thèm để ý nhân loại chết sống, bọn hắn muốn chỉ là thứ bọn hắn cảm thấy trọng yếu. Bao gồm những người sống có khả năng tồn tại ở giới vực chi địa, vì sao bọn họ không xuất hiện? Thật sự lo lắng chúng ta sẽ giết bọn họ, đoạt đạo của bọn họ sao? Lý Trấn bỗng nhiên có chút phẫn nộ, có chút căm tức, cắn răng nói, một đám cường giả tự cho là có thể khống chế chúng sinh. Nằm mơ đi, võ giả thời đại tân võ, tuyệt đối sẽ không trở thành quân cờ, cũng sẽ không phải vật hy sinh. Theo một ít tình huống trồi lên mặt nước, Lý Trấn bây giờ cũng nhận thấy được rất nhiều cái không thích hợp. Nhị vương khôi phục rồi, lão quỷ của giới vực chi địa đã khôi phục, ngàn năm trước ma đế dẫn dắt đám người kia khôi phục. Người của trận chiến ở vương chiến chi địa kia cũng có khả năng đang khôi phục, hoặc là đã khôi phục. Từng vị cường giả, hoặc hiện thân hoặc ẩn tàng căn bản không có người nào báo cho bọn họ biết cái gì không biết là không thể nói hay là cảm thấy bọn họ không liên quan tới đại cục căn bản không cần thiết nói cho bọn họ biết nam vân nguyệt cười lạnh nói bọn họ sẽ phải hối hận thời đại này cuối cùng không phải là thời đại của bọn họ người mấy ngàn năm qua vẫn lạc thế mà lại khôi phục ở cùng một thời đại muốn nói không phải kế hoạch tốt ai sẽ tin tưởng vừa vặn mấy năm nay hai giới cũng được quán thông có lẽ Bọn họ chính là đang chờ đợi cơ hội này. 108 thông đạo mở ra, rốt cuộc là thông đạo tồn tại hay là cả hai giới hoàn toàn dung hợp, ai có thể nói rõ ràng được. Những thông đạo này, thật chỉ là thông đạo sao? Có lẽ chính là một chút lời dẫn để cho hai giới triệt để dung hợp. Trương Đào thản nhiên nói, có lẽ vậy, hai giới dung hợp, sẽ xảy ra chuyện gì giữa hai giới dung hợp, Chư Thiên Vạn Đạo dài hơn, hay là cái khác, lực lượng của địa cầu nhất giới, chẳng lẽ không đủ để chịu đựng một chút gì đó? có thể hai giới dung hợp con đường sẽ càng hoàn thiện hơn có thể đi xa hơn thành tựu so với hoàng giả cảnh giới càng cao hơn trương đào nói xong bỗng nhiên cười nói hai vị sao lại nói đến chuyện này nói chuyện của phương bình trên tay tiểu tử phương bình này còn có nhiều vật chất bất diệt như vậy cũng không thể để cho hắn lãng phí tìm một cơ hội hai người khinh thường nhìn hắn lý trấn nhanh chóng nói bớt nói nhảm lần này ngươi lấy được phải chia cho bọn ta bằng không bọn ta sẽ vạch trần ngươi tùy các ngươi, trương đào tỏ vẻ không quan trọng, vạch trần, ta vì ma vũ, bộc phát trận chiến tuyệt đỉnh, từ chiến đến cùng, đó là thật, cũng không phải giả. Ngươi vạch trần ta, có thể nói ta cái gì, không thèm để ý đến các ngươi, còn uy hiếp ta, chê cười. Về phần chuyện suy đoán thân phận của Phương Bình, mấy người không có đi đoán nữa, có một số việc, cuối cùng đều sẽ tra ra manh mối. Nhị vương xuất lĩnh tàn quân đào vong biên hoang, giờ khắc này, trong một số thư tịch ở địa quật, một số tin tức ghi lại hiện lên trong đầu chương đào. Nhị vương xuất lĩnh chỉ là tàn quân, bị ai đánh cho tàn phế, thần lục trầm hay không, thần lục bị chìm chẳng lẽ không phải thần lục hôm nay. Biên hoang, hay là nói, hang động mấy tỷ cây em vuông, trên thực tế chỉ là một khu vực biên hoang. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, lai lịch của nhị vương đến tột cùng là cái gì, trận chiến thời kỳ yêu hoàng lịch kia, là cái gì. Người giới vực chi địa, là so với nhị vương xuất hiện trước, hay là xuất hiện sau. Từng nghi hoặc thoáng hiện trong đầu trương đào, tất cả mọi người không nhìn võ giả thời đại tân võ. Dù là Trấn Tinh Thành cũng như thế, thời đại tân vũ, hòa quốc sinh ra ba vị tuyệt đỉnh, Lý Trấn vẫn là đến từ Trấn Tinh Thành, chân chính tính ra, từ thời đại tân vũ đến bây giờ, hòa quốc chỉ sinh ra hai vị tuyệt đỉnh mà thôi. Hai vị tuyệt đỉnh cảnh thành tựu tuyệt đỉnh không bao lâu, cộng thêm không đến trăm vị cửu phẩm. Quả thực, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không đáng coi trọng. Thực lực như vậy, còn không cường đại bằng một giới vực chi địa năm đó. Huyền Đức động thiên, dựa theo lời Phương Bình nói, tám vị trưởng lão chân thần, một vị tông chủ, một tông chín vị tuyệt đỉnh, có lẽ tông chủ vẫn bước ra hai con đường tuyệt đỉnh. Ba vị tuyệt đỉnh mới lên cấp ở Hoa Quốc, trước mắt đều là đỉnh cao nhất của một con đường, cho dù có mạnh hơn nữa. Có lẽ trong mắt những người đó, cũng chỉ có thể so với một cường giả hai con đường mà thôi. Nhưng năm đó, giới vực chi địa có bao nhiêu, có bao nhiêu tuyệt đỉnh của hai con đường, chút thực lực đó của thời đại tân vũ có đáng là gì. Võ giả thời đại tân võ bị bỏ qua, bị coi thường, dù là địa quật cũng là như thế, bọn họ quan tâm chỉ có chấn thiên vương, chỉ có ma đế. Trong lòng trương đào cười nhạo, có lẽ vậy, có lẽ trong mắt các ngươi, thời đại tân võ chính là một trò cười. Đừng quên, bây giờ chính là thời đại tân võ. Bỏ qua võ giả sinh ra ở thời đại này, cường giả sinh ra, ai cười đến cuối cùng, Vậy cũng chưa chắc. Năm đó ở địa quật Bắc Hồ, cho ta yêu thực, rốt cuộc là ai? Càn Vương, Trấn Thiên Vương, Ma Đế, Trương Đào suy nghĩ một hồi, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thật sự là cho ta sao? Khi đó ta mới là cảnh giới mấy phẩm, vì sao muốn giao cái này cho ta? Hay là nói, năm đó những người kia cảm thấy mình rất có thiên phú, sẽ trở thành lãnh thủ của thời đại Tân Võ. Nếu thật sự như thế, ta thật sự bội phục, có lẽ là lúc ta còn trẻ, quá mức chói mắt có người muốn đầu tư ta. Giờ khắc này, Trương Đào nghĩ đến Phương Bình, cũng có người đang đầu tư cho hắn. Chiến Vương đang đầu tư hắn, người thần bí ở huyền Đức Động Thiên kia đang đầu tư hắn, bao gồm cả mình cũng đang đầu tư hắn. Tương lai, có lẽ sẽ có càng nhiều người đi đầu tư cho hắn. Những người này muốn làm gì, rất nhanh sẽ biết. Đáng tiếc, các người tính toán hết tất cả, lại quên, chúng ta mới là chủ nhân của thời đại này. Tất cả cổ xưa, mục nát, đều nên bị đào thải nên đi đâu thì đi nên yên lặng vô văn thì đi không có tiếng tăm gì muốn ở thời đại tân võ nhắc lên mưa gió cũng phải xem chúng ta có đáp ứng hay không trương đào nhìn về phương xa trên mặt lộ ra nụ cười nhiều nhất ba năm một số việc sẽ tra ra manh mối lúc này một số người ẩn nấp cũng nên hiện lên mặt nước mỏi mắt mong chờ đi trương đào thì thào một tiếng lại nghiêng đầu nhìn về phía phương bình đã đi tìm ngô khuê sơn tiểu tử này đến lúc đó có thể đứng lên đài không Ngươi đứng về phía những người đó hay đứng về phía thời đại tân võ? Thời đại tân võ nên kết thúc rồi. Cùng lúc đó, Phương Bình nhìn Ngô Khuê Sơn còn đang hôn mê, cười ha hả nói, hiệu trưởng, chúng ta nên mở ra thời đại ma vũ. Hiện tại đám lãnh tụ này đều đã già rồi, từng người còn không phục già, đấu tâm nhãn với ta. Còn tử chiến đến cùng, vì ma vũ chúng ta không tiếc hết thảy, tin hắn mới là lạ. Chờ ngài thành tuyệt đỉnh, ta thành tuyệt đỉnh, ta lại kéo đám người lão vương, còn có lý lão đầu, chúng ta mở ra thời đại mới. Thời đại Tân Vũ, ba đại bộ trưởng đều thành tựu tuyệt đỉnh, cũng nên thỏa mãn. Sau này, chính là thời đại của người trẻ tuổi chúng ta. Trọng trách cứu vất nhân loại này còn rơi xuống đầu chúng ta, ngài xem, bọn họ cũng sắp trăm năm, mới tăng lên bao nhiêu thực lực. Trước đó bảng xếp hạng cửu phẩm 33 người, mất mặt. Tuyệt đỉnh mới có mấy vị, cho ta thời gian dài như vậy, gần trăm năm, ta có thể tạo ra một quân đoàn cửu phẩm, tuyệt đỉnh chỉ sợ còn nhiều hơn chấn tinh thành hiệu trưởng tỉnh sớm đi nếu không tỉnh lần này ta sẽ không dẫn người đi chơi còn nữa người còn không tỉnh lại những người này vẫn nhìn chằm chằm vào thứ tốt của ma vũ chúng ta ta dù sao còn quá trẻ đấu pháp với những lão hồ ly này đấu thua bình thường đấu thắng người ta không biết xấu hổ trực tiếp dùng tuổi tác cùng vũ lực trấn áp ta lý lão đầu mặc kệ mọi chuyện chính là số mệnh làm tay chân ba vị quách lão sư dù sao cũng là võ giả phục sinh cũng không phải luôn trưởng thành ở ma vũ không dễ yêu cầu quá nhiều. Những người khác cũng đều như thế, mặc kệ mọi chuyện, nếu không phải thực lực quá yếu, mà vũ này còn phải dựa vào hiệu trưởng ngài cùng ta chống đỡ. Phương Bình nói liên miên vài câu, cười nói, hiệu trưởng, vậy ta đi về trước. Ngài mau chóng thanh tỉnh, mà võ phản công, không phải cuối tháng này chính là đầu tháng sau, hoàng viện trưởng chết rồi, còn có mấy trăm học sinh đều chết, ngài không muốn báo thù rửa hận sao? Còn nữa, vợ của ngài, lão sư của ta thiếu chút nữa bị người đánh chết, chỉ kém một chút. Ta đi chế một chút, chết chắc rồi. Ngài nói một chút, đời này, người muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Muốn bảo vệ nữ nhi của ngài đã chết, muốn bảo vệ lão hiệu trưởng đã chết, huynh đệ, học sinh, bằng hữu, đều chết gần hết, hiện tại vợ hắn suýt chút nữa đã chết, ngài nói xem, ngài làm cửu phẩm, ngài làm xà vương còn không bằng ta. Phương Bình kích thích vài câu, lại cười nói, dù sao ta đem tình huống nói cho ngài đúng chỗ ngài tự mình bất tỉnh lão sư lại xảy ra chuyện đó cũng là trách nhiệm của ngài ai bảo ngài không tỉnh đây nói xong những thứ này phương bình xoay người rời đi sau lưng ngón tay ngô khuê sơn hơi rung động một chút phương bình quay người nhìn lướt qua cười ha hả nói biết rõ ngài nghe thấy chính là nói cho ngài nghe đấy tóm lại ta nói rất nghiêm túc lão sư lần này muốn tham chiến nhất định phải có cao phẩm tông sư của ma vũ cũng phải tham chiến đây cũng là điều cần thiết Đại chiến nổ ra, có quỷ mới biết chết bao nhiêu người, thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm, cứ như vậy đi. Phương Bình không tiếp tục chờ đợi, rất nhanh rời đi. Lần này đến kinh đô, không phải không có thu hoạch, thu hoạch không nhỏ. Ít nhất hắn biết tiếp theo nên làm như thế nào, mặc kệ lão Trương có kế hoạch gì, dù sao bên chân vương có người chống đỡ, hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như Ngô Khuê Sơn không thể tham chiến, Phương Bình chuẩn bị tìm một vị cửu phẩm hỗ trợ. Dưới 10 vị cửu phẩm không có cường giả đỉnh cấp như Trương Vệ Vũ, ngay từ đầu địa quật chưa chắc sẽ để viện quân xuất động. Phương Bình tin tưởng vững chắc chính mình có thể thắng, có thể thắng, cũng có thắng thảm và thắng hoàn toàn. Hắn không muốn lần này lại có người tử vong, kể từ đó, công việc cần làm cũng rất nhiều. Bao gồm cung cấp các loại trang bị, cung cấp vật chất bất diệt, cùng với những võ giả thất bát phẩm kia cần hắn giải quyết để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Chiến tranh chính là đốt tiền, ta còn có thể đốt lên, chấp cả ma đồ địa quật đốt tiền cũng không sai biệt lắm có thể trở về. Còn có rảo bên kia, đến cùng còn sống hay không? Phương Bình nghĩ đến xảo, hắn không biết đối phương còn sống hay không. Nhưng mà tìm không thấy xảo, cũng có thể tìm yêu tộc khác thử một chút. Có rất nhiều kẻ ngu của yêu tộc, rất dễ bị lừa. Nhớ ngày đó, hắn ở dưới vực chi địa đã lừa gạt được một đám yêu tộc, để lại phong cửu thành, chỉ cần thao tác tốt, không có yêu tộc nào không lừa được. Ngay tại thời điểm Phương Bình nghĩ đến những thứ này địa quật ở ma đô vùng đất giới vực một con yêu thú vàng rực rỡ hắt xì một cái lắc lắc đầu mắt to lộ ra vẻ nghi hoặc thế nào ta chính là yêu thú bát phẩm đỉnh phong gần đây hắt xì hơi 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 nhiều à là hoè vương lại muốn tới giết ta ánh mắt gian xảo lập tức hung lệ muốn giết ta nào có đơn giản như vậy bản vương và hắn không để yên tiếp theo trên mặt rảo đại lộ ra một tia chán nản đáng tiếc đánh không lại hoè vương thôi tiếp tục ở đây trốn tránh đi yêu tộc nơi này tuy ngu xuẩn, nhưng cũng chính là bởi vì ngu xuẩn, mình mới có thể sinh tồn ở đây tốt, mà thôi. Cùng một thời gian, Tây Sơn địa quật, trong huyền Đức Động Thiên, mấy con yêu thú vô cùng thê thảm, mắt mỗi con đều lộ ra vẻ bi ai, cuộc sống này không có cách nào sống được. Lão già biến thái này, mỗi ngày tra tấn chúng nó, chúng nó chịu không được. Sớm biết lúc trước không nên ham hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, bị nhân loại kia mê hoặc, tiến vào vòng trong, ở đây chúng nó thế mà còn muốn cầy ruộng không có thiên lý, chúng nó chính là yêu tộc, nhưng là yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, ở bên ngoài giới vực chi địa, chúng nó đều là vua khu vực, đều là lãnh tụ của một tộc. Chúng nó không phải là người cây ruộng, chương 777, mưu đồ, những yêu tộc giảo này trải qua như thế nào, Phương Bình tự nhiên không rõ ràng lắm. Ngày 7 tháng 12, Phương Bình trở lại Ma Vũ. Lần này trở về, Phương Bình không vội đi địa quật, hắn vừa đột phá bát phẩm thất đoán, những ngày qua đều không có thời gian ngừng lại. Sau khi dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày ngắn ngủi ở Ma Vũ, Phương Bình lúc này mới chuẩn bị khởi hành đi Ma Đô Địa Quật. Ngày 12 tháng 12, thời tiết dần dần lạnh, trên không trung, gió lạnh gào thét. Hai người Phương Bình và Chiến Vương, tưởng siêu cùng nhau ngự không đi trấn Tinh Thành, Trương Đào đã lần nữa đến Ma Đô tỏa trấn. Ba người ngự không mà đi, quan sát đại địa, Chiến Vương hơi có vẻ cảm khái, khẽ cười nói: "Năm đó lúc thành lập trấn Tinh Thành, không giống như bây giờ, khi đó cũng không có nhà cao tầng như bây giờ." Nói xong, Chiến Vương nhìn chiếc máy bay bay rời khỏi trên đỉnh đầu, lại cười nói, ta cứ cảm thấy chúng ta thật ra đã bị thời đại đào thải. Mấy năm nay, khi trở về, thời gian ít, trở về. Cảnh còn người mất, Chiến Vương khẽ thở dài, năm đó thành lập trấn Tinh Thành, có lẽ cũng có tâm tư như vậy, mặc cho ngoại giới phát triển như thế nào, ít nhất cũng để lại cho chúng ta một nơi quen thuộc, không đến mức lại ra khỏi địa quật, đã thương hải tang điền. 300 năm, thời gian thấm thoát, tất cả đều khác với trước đây. Phương Bình cười cười, suy nghĩ một chút hỏi, "Tiền bối, năm đó những người này thành lập trấn tinh thành, là trấn Thiên Vương tổ chức." Chiến Vương Lâm vào trầm tư, một lát sau mới nhẹ giọng nói, "Là hắn tổ chức. 300 năm trước, năm đó kỳ thật có thông đạo địa quật mở ra, nhưng khi đó chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng, thậm chí không biết mình là ai, địa quật là cái gì. Năm đó, trấn Thiên Vương tìm được chúng ta, tổ chức chúng ta." Phương Bình nghe một hồi hiếu kỳ nói năm đó ngài ở địa cầu mà không phải địa quật là trái đất chiến vương khẽ cười nói lúc đó chúng ta đều ở địa cầu không phải là địa quật nhưng chúng ta không có ký ức không có quá khứ không có tương lai không có một thân thực lực thậm chí cũng không biết khống chế thiếu chút nữa ủ thành đại họa thật ra nhiều khi chúng ta đều đang hoài nghi chúng ta thật sự là người sao ánh mắt phương bình khẽ biến chiến vương lại cười nói chúng ta dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh Mấy trăm năm qua, kỳ thật rất nhiều chuyện đều có chút suy đoán. Chúng ta có lẽ chỉ là một ít người ngã xuống bất diệt bộ phận sống lại, cho nên mới mất đi hết thảy. Rốt cuộc chúng ta tự khôi phục hay là bị người ta khôi phục, những thứ này. Thật ra xác suất con người làm ra càng lớn. Lúc này, tính tình của Chiến Vương nói chuyện không tệ, nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, có lẽ có người suy đoán là lão quỷ lý ra khôi phục chúng ta, nhưng trên thực tế, ta cảm thấy không phải, khôi phục chúng ta có thể là những lão ngoan đồng giới vực kia. Phương Bình lộ ra vẻ khác thường, không có mở miệng. Chiến vương cười nhạt nói, khả năng rất lớn. Lão quỷ ở giới vực chi địa, vì không cho cường giả địa quật tiến vào giới vực, quấy dày bọn họ ngủ đông, cho nên khôi phục chúng ta, kỳ thật chúng ta chính là thủ môn nhân của giới vực chi địa. Điểm này, có lẽ 13 vị tuyệt đỉnh của Trấn Tinh Thành chưa hẳn đều như thế, nhưng có một bộ phận. Ta cảm thấy chính là như thế. Chiến vương vẻ mặt nghiền ngẫm, Người tùm tìm nói, giới vực chi địa hoàn hảo còn có 8 chỗ, cho nên trong 13 người chúng ta, ít nhất có 8 người đến từ giới vực chi địa, chúng ta chính là thủ môn nhân của bọn họ. Bao gồm cả ta, ta cũng như thế. Mà ta, rất có thể đến từ tử cái sơn, năm đó ta, có lẽ chính là một thành viên của tử cái sơn, cho nên ta khôi phục, bắt đầu thủ vệ giới vực, không cho cường giả địa quật tiến vào. Ngay đến từ tử cái sơn, Phương Bình có chút kinh ngạc, lại có chút cảm giác đương nhiên. Đúng vậy những người như chiến vương này, hoàn toàn chính xác rất có thể đến từ giới vực, mà chiến vương vẫn luôn thủ vệ Nam Giang địa quật, vậy xác suất hắn đến từ tử cái sơn rất lớn. Chiến vương lại nói, mấy vị tuyệt đỉnh khác của Trấn Tinh Thành, bao gồm cả lão quỷ lý ra kia, rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta không biết. Bọn họ cũng sẽ không nói, có phải ai cũng mất đi trí nhớ, mất đi tất cả, không thể nào biết được hay không. Chiến vương suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà có một chuyện, người có lẽ cũng rõ ràng, chuyện của vị dương ra kia. Chiến vương hít sâu một hơi, cười nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng không phải bí mật. Chúng ta kỳ thật cùng giới vực chi địa không có liên hệ, bởi vì chúng ta không vào được, bất quá lý ra lão quỷ đã từng nói, khi giới vực chi địa mở ra, chúng ta có thể về giới vực chi địa rồi. Nhớ kỹ, là trở về, mà không phải đi vào. Hắn làm sao biết được, chúng ta không rõ ràng lắm, hắn có thể có liên hệ với một vài lão cổ hủ giới vực, điểm khả năng này vẫn là có vị dương gia kia, bởi vì nhiều năm không có bất kỳ tiến triển gì, vừa vặn, khu vực giới vực tồn tại một cỗ uy áp cường đại, có lẽ là bản nguyên đạo cùng tinh thần lực cường giả hiển hóa ra. Có lẽ hắn không nhịn được cám dỗ, cuối cùng chính mình tiến nhập giới vực chi địa, đại khái là muốn thôn vệ hoặc là cảm mộ bổn nguyên đạo của đối phương, trở thành cường giả đỉnh cấp trong tuyệt đỉnh. Cụ thể có phải hay không, hiện tại cũng không thể nào phán đoán. Nhưng dương gia lão quỷ chết ở giới vực chi địa, chết ở hư lăng động thiên, Ánh mắt chiến vương có chút khác thường nói, ta không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là lão quỷ dương ra động lòng tham, đối phương vẫn chưa chết, hắn đã muốn cắn nuốt đối phương. Có lẽ là chúng ta không nên tiến vào, thậm chí là bị dương ra lão quỷ phát hiện một ít bí mật, từ đó bị đối phương đánh chết. Phương Bình, những tên ở giới vực chi địa kia, tâm tư quá phức tạp, tuyệt đỉnh đều có thể giết. Có lẽ mượn một ít bố trí của giới vực chi địa mới làm được một bước này, có lẽ. Tồn tại bên trong giới vực chi địa đều rất cường đại, thậm chí là năm đó giới vực chi địa cường đại nhất đám người kia lưu lại. Cho nên bọn họ có vốn liếng đánh chết tuyệt đỉnh, vị Dương gia kia không tính là mạnh, hắn ở trong tuyệt đỉnh xem như yếu, tiến vào địa bàn của đối phương, bị đối phương áp chế, bị đánh chết cũng chẳng có gì lạ. Chiến Vương nói một hồi, lại nói, về phần Lý gia lão quỷ, hắn nếu không phải là người phát ngôn giới vực đẩy ra, nếu không dứt khoát chính là một phương bá chủ trong đó. Chiến Vương như có điều suy nghĩ cười nói, hắn rất có thể là người phát ngôn từ giới vực chi địa đẩy ra, chúng ta những người này đều là bị hắn tổ chức lại, hắn biết rất nhiều chuyện, bao gồm một ít chuyện giới vực chi địa, kể cả chúng ta thủ vệ ngự hải sơn. Đều là hắn nói cho chúng ta biết, hoặc là, hắn dứt khoát chính là bá chủ một phương trong đó, sớm thức tỉnh, sâu chuỗi các đại giới vực, có lẽ chúng ta khôi phục, cũng là hắn chủ đạo, hắn cần một nhóm người giúp đỡ. Nói tóm lại, việc này rất phức tạp, hỏi hắn cũng không nói. Lúc này Phương Bình chen vào nói, tiền bối, chấn thiên vương kia tổ chức mọi người chấn thủ ngự Hải Sơn, sẽ không có người không muốn sao. Đương nhiên là có, chiến vương lại lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói, một người chưa từng thấy qua, bỗng nhiên tới nói cho người biết, trách nhiệm của ngươi là chấn thủ ngự Hải Sơn, ngươi sẽ đáp ứng sao. Sẽ đồng ý sao, có rất nhiều người không đồng ý, nhưng tình huống năm đó, ngươi không hiểu, đám người chúng ta không có quá khứ tương lai, đối với tất cả đều là mờ mịt, không biết làm sao hắn nói cho chúng ta biết, chấn thủ ngự hải sơn, chính là trách nhiệm của chúng ta, hết thảy tiền căn hậu quả, đến cuối cùng đều sẽ biết được, bao gồm tất cả quá khứ của chúng ta đều sẽ biết được. Nên đi ngự hải sơn hay là không đi, có người không muốn đi, nhưng không thể không nói, lý ra lão quỷ đa dạng, tóm lại, dưới sự giật dây của hắn, lừa dối. Cuối cùng chúng ta đều đi ngự hải sơn, đương nhiên, trong đó có thời gian tranh lệch, khi đó, chúng ta cũng thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, có gia tộc của mình, có thân nhân của mình. Chiến vương nói tới đây thì cảm khái nói, một đám người không biết quá khứ hay là tương lai, có đời sau và có liên lụy tới huyết thống thì là chuyện quan trọng nhất. Chiến vương liếc qua tiểu mập mạp chuyên tâm nghe giảng, khẽ cười nói, có huyết mạch truyền thừa, chúng ta mới cảm thấy chúng ta thật sự giống như người, mà không phải khách qua đường của sinh mệnh. Mà trong đó, cũng có công lao của vị lý gia kia, hắn tính toán rất nhiều, bao gồm cuộc đời của chúng ta, rất nhiều chuyện đều là hắn âm thầm dẫn dắt. Có gia tộc, có huyết mạch truyền thừa, cùng với tẩy não của hắn, tóm lại, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đi ngự hải sơn. Lần này đi, coi như lên thuyền giặc, chúng ta vừa đi ngự hải sơn, đã đối địch với chân vương của địa quật, đến lúc đó, chúng ta thật ra đã không còn đường lui. Phương Bình Hiếu Kỳ nói, khi đó, mọi người đều biết rất nguy hiểm, sẽ không có người muốn đi. Có, chiến vương lại cười nói, đương nhiên là có. Lần đầu tiên lão tử giao thủ với địa quật chân vương, liền bị thiệt lớn, luôn cảm thấy mua bán này không có lời lão tử không làm nữa tan tác thôi ta là cường giả tuyệt đỉnh thiên hạ to lớn đi nơi nào mà không được cùng lắm thì ra khỏi hang động dưới lòng đất mang theo người nhà tìm một chỗ ẩn cư tại sao phải chịu khổ chịu mệt ở ngự hải sơn dốc sức liều mạng vì người khác nhưng có một số việc người biết rõ như vậy cũng khó có thể làm ra quyết định như vậy tôi nói rồi khi lão lý phát hiện chúng tôi chúng tôi đều trống rỗng chẳng biết gì cả thật ra hắn là sư phụ của chúng ta, hắn dạy chúng ta võ đạo, dạy chúng ta chiến pháp, tất cả chúng ta lúc đó cũng đều là hắn cho. Hắn vẫn là có thể lừa dối, thời điểm chúng ta tan bọn, hắn là cây gậy củ cải cùng lên. Tương lai là tốt đẹp, hiện tại từ bỏ, phải rời đi, vậy chẳng những trở mặt thành thù với hắn, bọn họ cũng sẽ không bảo vệ đệ tử nhà chúng ta, muốn đi cũng được, mình đến địa quật tìm địa phương, hoặc rứt khoát rời khỏi địa cầu, không trở về nữa. Muốn hưởng thụ cuộc sống ở trái đất, vậy không được, vậy thì phải xuất lực. Phương Bình nghi hoặc nói, cái này để cho các ngươi lưu lại. Không chỉ như vậy, Chiến Vương tiếp tục nói, ngươi nên biết một điều, võ giả đến cảnh giới này, kỳ thật đều muốn tiến thêm một bước. Không ai nguyện ý cứ chỉ trệ không tiến, lão quỷ lý gia dụ hoặc chúng ta cũng có liên quan. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên sao? Muốn tiếp tục mạnh mẽ hơn sao? Vậy thì tiếp tục chấn thủ ngự hải sơn, cứ như vậy, kéo dài, hơn trăm năm trôi qua. Trong thời gian này, chúng ta giao thủ nhiều lần với địa quật chân vương cũng coi như kết tử thù đến lúc đó kỳ thật đã không cách nào lui nữa một số thân nhân của chúng ta đều chết ở ngự hải sơn lão tử vẫn hoài nghi đây là lão quỷ lý gia cố ý chiến vương hung hăng nói tên kia sợ chúng ta chạy mất cho nên muốn chúng ta kết tử thù với đối phương ta đã nói với ngươi đám người chúng ta khá coi trọng hậu duệ bởi vì chúng ta không có huyết mạch hậu duệ kiếp trước nên mới khiến chúng ta sống giống con người lão tử nhi nữ chết trận lão bà chết trận, có thể không muốn báo thù sao? Chiến vương nói xong, lại nói, còn nữa, năm đó chúng ta cưới vợ, 89 phần 10 cũng là lý do lão quỷ an bài. Người cũng biết, chúng ta ngay từ đầu đều là tiểu bạch, hiểu cái gì là tình yêu hay không tình yêu. Có một nữ nhân hỏi han ân cần với ngươi, đối với ngươi che chở có thừa, người hắn có thể không động tâm sao? Những nữ nhân này ở đâu ra? 99% là do lão quỷ kia sắp xếp, đương nhiên, biết thì biết, khi đó chúng ta cũng không thèm để ý những chuyện này, sau đó những nữ nhân này chết trận. Hừ, có thể chính là lão quỷ lý ra âm thầm rượt dây, hoặc là dứt khoát ra lệnh. Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình với Chiến Vương, nhẹ giọng nói, nói như vậy, Chấn Thiên Vương kỳ thật là chúa tể vận mệnh của các tiền bối, tiền bối chưa từng oán qua. Oán